đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Con tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã cho con biết được tín hiệu, cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 21 tâm quả dục giới tịnh hảo sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Cung kính nhân Minh Trân Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân hồng bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu biết, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh đại bái Tam Bảo. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 21 tâm quả dục giới tịnh hảo sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Dạ, bây giờ thì chưa có ngài tỷ siêu vào đạo tràng, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con. Con kính nhân Minh Trân Sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa đại chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay tôi tập đại siêu hơi mệt, do đó không có vào để diễn nhập. Hôm nay chúng ta sẽ học qua tâm quả dục giới tịnh hảo. Thưa quý vị, bài học này
đặc biệt cho chúng ta thấy một số khía cạnh liên quan đến nhân quả, bỏ qua thân pháp Abhidhamma. Và tâm quả dục biết tịnh hảo cũng bắt buộc chúng ta phải hướng sự chú ý vào một khía cạnh mà đôi khi chúng ta học không để ý đến, đó là cái vai trò của tiềm thức. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe bài học trước và chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng này. Xin quý Phật tử hoan hỷ đọc cho bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan, Hoa Nguyệt và Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin đọc phần chánh văn. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 21, tâm quả dục giới tịnh hảo. Tâm quả dục giới tịnh hảo là tâm được tạo thành bởi tâm thiện dục giới, tịnh hảo theo cách thành quả, chứ không phải là hệ quả. Chính vì vậy, tâm này có trạng thái gần giống như tâm thiện. Điều này có nghĩa là nếu nhân là tâm thiện thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thì tâm quả sở tạo cũng mang những thuộc tính tương tự. Tuy vậy, gọi là gần giống có nghĩa khi tâm thiện có những năm thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tùy hỷ, thì tâm quả không có năm thuộc tánh đó. Để hiểu rõ những gì vừa nêu trên, lưu ý vài điểm sau. Có sự khác biệt giữa hệ quả, hậu quả và thành quả. Tâm quả cũng được dịch là tâm dị thục, nói cho đủ là dị thời, nhi thục nghĩa là trổ quả, khác thời gian. Một người làm việc lành trong lúc đang làm, tâm hân hoan đó là sự hưởng thụ quá trình. Tâm hân hoan đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành thường xuyên tạo thành thường nghiệp, tâm quen làm đó không phải gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành được nhiều người mến mộ nên tâm an lạc đó không gọi là tâm quả dị thục. Một người làm việc lành do nghiệp lành tạo thành sanh báo nghiệp, khi kiếp sống hiện tại chấm dứt thì kiếp sống mới bắt đầu. Tâm khởi đầu là tâm tục sinh, tâm tục sinh này mang trạng thái giống như tâm thiện. Thí dụ, làm thiện với tâm thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thì tâm quả dục sinh của mang ba đặc tính như vậy. Tâm quả dục giới tịnh hảo không có các thuộc tánh giới phần và vô lượng phần như tâm thiện, vân vân. Điều này sẽ được nói chi tiết ở các bài học sau. Tục sinh bằng tâm gì thì tiềm thức trong cuộc hậu kiếp sống bằng thứ tâm đó và tử cũng bằng thứ tâm đó. Tâm quả dục giới tịnh hảo căn bản đóng ba vai trò: tục sinh, tiềm thức và tử. Ngoài ra những tâm quả này còn đóng vai trò của dư hưởng trong tiến trình tâm và đôi khi đóng vai trò bán tiềm thức, bán hoạt thức. Tức các pháp quanh giá mà ngài tịnh sự dịch là hậu kiếp khách. Những tâm quả dị thục có hai: một là tâm quả dị thục vô nhân, gồm có năm ngũ quan và tâm cơ năng khác như tiếp nhận, quan sát. Những tâm này cũng sanh do nghiệp quá khứ, nhưng quả nghiệp có năng lực tạo thành những hiện tượng ngoại giới như sắc, thinh, khí, vị, xúc, trong lúc các tâm quả dục giới tịnh hảo là những dấu ấn nội tâm. Điều này là một trong những điểm tinh tế về nghiệp báo chỉ có thể tìm thấy trong thắng pháp Abhidhamma.
vai trò của tiềm thức trong cuộc sống. Muốn hiểu tấm quả dục giới tịnh hảo thì cần phải hiểu vai trò của tiềm thức. Thắng pháp Abhidhamma nêu rõ tục sinh bằng tâm nào thì tiềm thức và tâm tự cũng là thứ tâm đó. Nói cách khác, tuy ba vai trò nhưng cũng chỉ là một thứ tâm. Một người sanh bằng tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì tiềm thức trong đời sống hàng ngày cũng mang những thuộc tính giống vậy. Tiềm thức thọ hỷ thì biểu hiện cả tánh vui cười, tiềm thức thọ xả thì cá tánh điềm đạm, tiềm thức hợp trí thì có tư chất mẫn tiệp, tiềm thức lý trí thì tư chất thiếu thông minh, tiềm thức vô trợ thì phản ứng nhanh lẹ, tiềm thức hữu trợ thì phản ánh chậm chạp. Như vậy, tiềm thức tạo nên cá tánh và cá tánh có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đời sống hàng ngày. Một người tục sinh bằng tâm ly trí, thiếu căn vô si thì không thể đắc thiền, đắc đạo quả được. Như vậy, tiềm thức có ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày, mặc dù không phải tất cả hoạt thức đều do chịu ảnh hưởng tiềm thức. 8. Thứ tâm quả dục giới tịnh hảo. Cũng như tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo được chia thành 8 dựa trên 3 yếu tố: thọ hỷ 2 thọ xả, hợp trí 2 ly trí, vô trợ 2 hữu trợ. Từ 3 yếu tố trên tạo nên 8 thứ tâm thiện dục giới tịnh hảo. 1. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ Sopanasasahagatang Nhà Nasam Bayutang Asankarikang. 2. Tâm quả thọ hỷ. Tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ Sô Manasasahagatang Nhà Nasam Bayutang Sankarikang. 3. Tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ Sô Manasasahagatang Nhà Navit Bayutang Asankarikang. 4. Tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ Sô Manasasahagatang Nhà Yavit Bayutang Sasankarikang. 5. Tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ Ubekha Sahagatang Nhà Nasam Bayutang Asankarikang. 6. Tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ Ubekha Sahagatang Nhà Yasam Bayutang Sasankarikang. 7. Tâm quả thọ xả ly trí vô trợ Ubekha Sahagatang Nhà Bavit Bayutang Asankarikang. 8. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ Ubekha Sahagatang Nhà Yavit Nhà Yavit Bayutang Sankarikang. Do 4 vai trò của tâm quả dục giới tịnh hảo, những tâm này chỉ có trong cõi dục, trong lúc tâm thiện dục giới tịnh hảo có mặt trong 30 cõi hữu tâm. Ngữ và nghĩa: chư quý ba cách chít tá, thường dịch là tâm quả, còn gọi là tâm dị thục, dị thời, nhi thục, là thành quả hoàn chỉnh của tác nhân. Thí dụ, gieo hột cam mọc thành cây cam. Cây cam không là quả mà phải trổ hoa kết trái. Trái cam chính là quả dị thục. Nên cẩn thận, một khái niệm rất phổ tâm trong Phật học Hán ngữ là chánh báo và y báo. Trong cách so sánh tương đối thì chánh báo là tương đồng với các tâm quả tục sinh, tiềm thức tạo nên cá tính, chủng loại và trì nghiệp của chúng sanh. Trong lúc y báo có phần tương đồng với tâm quả vô nhân khác như các tâm ngũ quan. Tuy nhiên, trong thắng pháp, những tâm quả hữu nhân không có sự chi phối trực tiếp, mặc dù có liên hệ đối với các tâm quả vô nhân. Thí dụ, một người sanh ra thông minh định đạt là một chuyện, nhà giàu có phú túc may mắn là một chuyện khác. Cá tánh có ảnh hưởng cuộc sống, nhưng không có cá tánh nào bảo đảm
cho tất cả thành công, danh lợi, tiện nghi. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Hai người cùng học ngoại ngữ, một người có căn bản văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ, thì sự cảm nhận khác với một người không có căn bản trình độ. Tiềm thức tuy không chi phối hoàn toàn hoạt thức, nhưng có ảnh hưởng không nhỏ. Về thái độ lạc quan, mẫn tiệp, ứng đối, bạc thiệp, vân vân. Những điểm cần nhớ. Tâm quả là tâm tạo nên bởi tâm thiện. Tâm quả dục giới, tịnh hảo mang những đặc tính tương đồng với tâm thiện qua các yếu tố thọ hỷ, hai thọ xả, hợp trí, hai ly trí, vô trợ, hai hữu trợ. Điều thú vị là các tâm bất thiện không tạo quả với trạng thái tương đồng. Tâm quả trong vai trò tiềm thức có những chi phối nhất định đối với hoạt thức. Thí dụ, tiềm thức là tâm quả, ly trí thì không thể nào tu tập chứng thiện đắc đạo quả. Minh quả, tâm quả dục giới trong biểu đồ chư pháp. Kính mời quý vị vào trang lớp học Pháp Luân sẽ nhìn được, hoặc qua Sơn sẽ thấy được bản minh quả. Bản thứ hai là tâm quả dục giới tịnh hảo, tám thứ quả dục giới tịnh hảo. Và bản thứ ba, một minh quả về tiềm thức và hoạt thức. Điều sắp nói và điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Bài học tiếp theo sẽ là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Nam mô Bụt Tha Giá và chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Lăng Dòng Nguyệt đã cho linh, và kính mời đạo tràng vào cái linh của Lăng Dòng Nguyệt đưa lên sẽ thấy được bản đồ chi pháp. Và con kính nhân mít đến thượng tọa Giác Đẳng ạ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tổng quả để dục giới tỉnh hào. Trước khi đi vào nội dung của tổng quả dục giới tỉnh hào, chúng tôi muốn đề cập đến một điểm, đó là tại sao trong thám pháp Abhidhamma khi chúng ta học, đôi khi cái tên gọi nó rất là quan trọng. Ví dụ như là tại sao chúng ta ở đây phải nói cái tên rất là dài là tâm quả dục giới, bởi vì như chúng ta biết rằng tâm á, thì có nhiều chủng loại, có khi tâm thiện, có khi tâm quả, và có khi là tâm di tác. Thật ra chúng ta gọi là tâm quả ở đây để chỉ cho cái tâm mà được tạo thành bởi tâm khác. Dục giới thì dĩ nhiên là chúng ta đã có từng định nghĩa về dục giới nhiều lần, nhưng mà chỉ tỉnh hảo tại đây nó lại bắt chúng ta phải phân biệt được, lại có cái tâm quả dục giới. Nhưng mà vô nhân, ví dụ như chúng ta học về ngũ sông thức và các tâm cơ năng thì nó cũng là tâm dục giới, nó cũng tâm quả dục giới, nhưng mà chúng ta không gọi đó là, chúng ta gọi là tỉnh hảo.
Và chính vì vậy khi mà xuyên suốt trong thời gian mà học thì chứ gì bắt buộc chúng ta phải gọi và gọi một cách rất là chính xác để chúng ta có thể có một cái sự phân biệt giữa nhóm tâm này và nhóm tâm khác. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta học về tám tâm quả dục giới, và từ phần này trở đi dùng tâm dục giới tình hảo hay là tâm sắc giới và vô sắc giới thì chúng ta sẽ thấy mỗi một thứ nó có ba nhóm. Một nhóm chúng ta gọi là tâm thiện, một nhóm chúng ta gọi là tâm quả, và một nhóm chúng ta gọi là tâm duy tác. Tâm thiện như chúng ta đã học ở trong kỳ rồi đó, đó là cái tâm thuộc về nhân, là những tâm tạo nghiệp. Và cái tâm mà chúng ta học ngày hôm nay đó, thì chúng ta gọi là tâm quả, tức là tâm do nhân tạo. Giống như trường hợp một cái hạt giống chúng ta gieo xuống rồi nó đâm chồi nảy lộc, nó tạo thành một cây, cây rồi nó đơm hoa cái trái, cái trái đó đó nó là chứa cái hạt, thì nó hoàn tất một cái quá trình nhân quả. Thì những cái tâm này nó giống như là tâm thiện, và nó mang cái đặc tính của tâm thiện, nhưng mà nó là quả chứ không phải là nhân. Về điểm này thì thưa quý vị, chúng ta tạm thí dụ là một cái cây, một cái hạt giống như hột cam mà mình gieo xuống mà nó đâm chồi nảy lộc, nó ra cái cây non, ra lá, rồi cái cây đó có cành, có nhánh, thì cái hoa lá cành đó nó chỉ gọi là quả. Mặc dù hoa lá cành đó nó là một cái hệ quả tự nhiên do cái hạt giống gieo xuống. Cũng như là mình đi tu, thì đi tu rồi phải cạo đầu, đi tu rồi mặc y, thì mặc y và cạo đầu là một cái hệ quả tự nhiên chứ không phải là sao mô quả. Dạ, không có nên quan niệm rằng cái việc mà cạo đầu hay mặc y đó là của đời sống tu tập. Quả đời sống tu tập nó phải là một cái gì khác hơn, như là Đức Phật dạy trong kinh Lợi Kỳ mà chúng ta sắp học, sao mô quả. Chúng ta đi học cho đến khi nào đỗ đạt được thì mới gọi thực sự là thành quả của học tập. Và nếu mình nói là đi học, do mình đi học thành ra mỗi ngày trước dậy cấp sách đến trường đi học, rồi mình được vào sử dụng cái thư viện ở trong trường đi học, rồi đi gặp bạn bè, cái đó không phải là quả. Quả đó nó là một cái quá trình hoàn chỉnh, giống như cái hạt giống mà nó gieo xuống rồi nó trở thành một cái cây rồi nó đơm hoa cái trái thành ra quả. Thứ gì nhỉ? Điểm này thì chúng ta nên có một số cái phân biệt, phân biệt mà chúng ta cần có tại đây là ví dụ như mình làm phước, mà khi mình làm phước mình xét thấy là mình rất hoan hỷ, giống như trong câu là nay vui đời sao vui, người thiện hay đời vui, vui
lành thiện sanh vào ở an lạc thì vui hơn. Thì lúc mà mình vui thấy mình làm thiện đó, hay là vui trong lúc mình làm thiện đó, thì cái vui đó, đó nó không phải tâm quả, nó không phải là quả đúng thực nghiệm của ta cả. Có thể nó làm sự hưởng thụ quá trình. Ví dụ như quý vị nào rất là thích tổ chức lễ dân y, ở trong lúc tổ chức lễ dân y quý vị hoan hỷ, thì cái hoan hỷ tổ chức y đó không phải là quý ta cả, mà nó là một cái từ là hưởng thụ quá. Và nó cũng có một thứ hệ quả khác mà nó tạo thành thói quen. Giả sử như quý Phật tử hàng ngày vào trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma để học trung mục kinh, để nghe Pháp. Và ở đây thì chúng tôi có biết có những Phật tử mà đã sinh hoạt ở trong lớp này 20 năm, 10 năm. Và quý vị đã có cái sự quen thuộc, sự nhuần nhuyễn, thói quen để nghe Pháp, nghe với tâm mắt rất nhanh, rất an lạc, thì sự an lạc đó, cái sự bén nhạy đó, nó là kết quả do cái thói quen thường làm, mà trong kinh Phật gọi là thường nghiệp, hay là thường cận nghi duyên, thường thân nghi duyên. Và cái đó là một cái tác dụng do thói quen, chứ không phải là tâm quả, nó không phải là quý tắc cả. Bởi vì Hòa Thượng Minh Châu á, Hòa Thượng không có dịch cái chữ tâm quả, mà Hòa Thượng dịch là tâm dị thục. Chỉ dị thục là một cái chữ bị dịch từ cái cụm từ chữ Hán gọi là dị thời nhi thục. Dị thời nhi thục nghĩa là các thời bị chính, các thời mà thành tựu. Giả sử như bây giờ mình làm cái gì đó, hôm nay 20-30 năm nữa khi mà mình hấp hối thì cái nghiệp nó trổ, cái nghiệp mà chúng ta đang làm nó trổ, mình đi hành hương bây giờ, nhưng mà 20-30 năm nữa mình mất, và lúc đó mình nhớ là mình rất là hoan hỷ. Cái đó nó cắt thời gian và cái nghiệp nó chen vào, và chúng ta sinh ra cái tâm tục sinh nghiệp và cái tâm quả đó, thì tâm quả đó đúng là tâm quả gì thôi. Cách khỏi thời gian có khi mà mình không còn nhớ. Mình không còn nhớ, không còn nghĩ, không còn biết nữa. Không còn nhớ, nhưng mà nó làm cho chúng ta do cái bánh lực của quá khứ nó tạo lên, chúng ta gọi đó là quý ba cát. Quý ba cát có nghĩa là tại vì tâm dị thục các thần chính. Cái quý ba cát này nó rất khác với cái tâm quan nghĩ hưởng thụ quá trình. Nó rất là khác với cái tâm được tạo ra sẵn bởi thói quen, mà nó lại là một cái tâm được tạo ra trong cái hình thức gọi là Vichadiyama, gọi là chủng tử. Nhưng nào thì quả ảo đó. Nên chi chúng ta gọi là tâm quả. Thứ gì cái tâm quả này đó, nó chỉ làm một cái vai trò. Đúng ra thì nó có bốn cái vai trò, nhưng mà căn bản là cả bốn đó nó gần như chỉ là một mà thôi. Nó rất khác với những cái tâm quả mà chúng ta đề cập ở trên. Quý Phật tử, chờ chúng tôi một chút. Xin đại tri quan nghĩ cho xin cái biểu đồ về cái diễn trình tâm thức. Xin quan nghĩ cho xin cái biểu đồ về diễn trình tâm thức. Quý vị chờ chúng tôi. Xin quý vị bắt đầu xin, tại vì chưa có công bản, thật ra không có thì xin quý vị giúp. Dạ, dạ.
và cái gì còn bị chúng ta trở lại cái bản đồ này. Bản đồ này quý vị đã từng học một lần về cái dùng tâm thức của chúng ta. Dùng tâm thức của chúng ta thì có hai phần mà chúng ta gọi là hoạt thức và tiềm. Thì hoạt thức ấy, tức là cái tâm nó phản ứng đối với cảnh xảy ra, và tiềm thức là một cái dòng tâm thức mà khi mà không có cái cảnh lạ bên ngoài xuất hiện, ví dụ như lúc chúng ta đang ngủ hay chúng ta đang bất tỉnh, hoặc giả là trong tiềm thức nó cũng có chen vào trong đời sống hàng ngày, chúng ta sinh hoạt giữa những cái tâm hoạt thức và cái tâm tiềm thức. Chúng tôi có lấy cái ví dụ trước đây là hoạt thức giống như là một cái bộ phận ở trong công ty mà tiếp đón xử lý khi mà khách hàng đến, và tâm tiềm thức nó cũng giống như là lúc mà không có khách đến thì nó vẫn hoạt động. Chỉ trước thì cái tiềm thức đó luôn luôn là chỉ là một thứ trong thôi. Ở trong đời sống con người là nó không có nhiều thứ tâm, và cái tiềm thức mà khởi động của kiếp sống đó, chúng ta gọi là tâm tục sinh. Tục sinh đấy là tâm khởi động, và cái tiềm thức sau cùng của kiếp sống là tâm tỉnh. Và cái tiềm thức thường xảy ra trong đời sống hàng ngày đó là chiếc tiềm thức bình nhật, mà ngày qua tiềm thức sự diệt là tâm khổ kiếp. Khổ kiếp là nhìn diệt kiếp sống. Thì cả ba cái tục sinh, khổ kiếp và tệ biệt nó đều chỉ là một thứ tâm. Và cái tiềm thức đó nó ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Ví dụ như trong tiềm thức là tâm thoại ý, thì chúng ta sinh ra là một người rất là vui vẻ. Nếu là xả thì tâm sanh người điềm đạm. Nếu tiềm thức của chúng ta là hợp lý thì chúng ta là một người thông minh. Và nếu chúng ta ly trí, con người chúng ta chặt hiểu. Nếu là vô trợ thì con người chúng ta nhanh lẹ. Và hữu trợ thì con người chúng ta hơi chậm chạp. Và đã ảnh hưởng như vậy. Thì thứ thì cả ba tục sinh, hộ kiếp và tử, nó là một cái dòng tiềm thức, nó chỉ một thứ tâm thôi. Đây là ba phần chuyện khác nhau. Và ngoài ra đó, thì sẽ dẫn chúng tôi đưa quý vị xem đồ biểu này đó. Vì ở đây chúng tôi không có ghi. Nhưng mà chúng tôi lấy một cái ví dụ như là cái tâm tiềm thức cố hữu của chúng ta. Thì quý vị chưa? Tiềm thức cũng là tâm thọ hỷ. Dạ, tâm thọ hỷ. Thì đôi khi trong đời sống chúng ta nó khởi lên cái tâm sân, rất là sân. Mà nó có cái tâm, những cái tâm sân đó nó nằm ở trong tâm xử lý. Dạ, tâm xử lý sân. Ở đây quý vị đừng để tâm dư hưởng. Tâm dư hưởng để chúng tôi không có dùng tới. Thì bây giờ nếu cái tâm xử lý là cái tâm sân, mà cái tiềm thức cố hữu của chúng ta là tâm thọ hỷ, thì quý vị thấy rằng giữa cái tâm sân và tâm sân hệ thọ hỷ, hai cái xung lực nó hoàn toàn khác nhau. Làm sao mà từ tâm sân mà đổi cái tâm thọ hỷ được, thì nó sẽ khởi sinh một cái tâm. Cái tâm đó chúng tôi ở đây chúng tôi không vẽ với quý vị, ở đây coi tâm dư hưởng,
Nhưng mà cái tâm đó đó, ngay từ sự tâm hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách có nghĩa là một cái loại tâm mà nó giống như là tiềm thức. Nó là cứ tiềm thức, nó giống tâm tiềm thức. Nhưng mà nếu mà mình sinh ra bằng tiềm thức hoại hỷ ấy, thì cái tâm hộ kiếp khách đó nó lại là tâm thọ xả. Tại sao tâm thọ xả? Là để nó sinh ra nó làm một cái môi giới, nó chuyển từ trạng thái rất bực bội mà sang sang cái tiềm thức hoại hỷ. Bởi vì quý vị thấy trong trường hợp là chúng ta ngủ bằng cái tâm hồn kiếp hay ngủ bằng cái tâm tiềm thức, nhưng khi chúng ta sân quá chúng ta trở nên khó ngủ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái trạng thái sân và trạng thái thọ hỷ đó, hai cái chứ trái ngược với nhau. Mà khi nào mà con người nào mà quen vui vẻ mà lúc đang bực bội đó thì trở nên khó ngủ. Mà vì vậy á, nó có một cái tâm ở giữa đây. Ở đây chúng tôi không vẽ để quý vị được. Dạ, cái tâm của mình là tâm hồn kiếp khách. Thì dù là tâm hồn kiếp khách hay là tâm hồn kiếp tục sinh tâm tử, nó đều là một thứ tâm hết. Dạ. Nên chi về điểm này đó, một cái người mà học càng lâu á, thì chúng ta sẽ càng thấy cái sự tinh tế giữa nhân và quả. Bây giờ cũng vào bản đồ này, chúng ta nhìn mình có cảm tưởng như là tâm tiềm thức và hoạt thức nó không có ăn thua gì với nhau hết, nó không có tương đồng gì với nhau hết. Nhưng mà kỳ thực có thứ, có. Ví dụ như chúng ta tu thiền, nghe pháp, tu thiền nghe pháp là bằng những cái tâm hoạt thức, bằng tâm hoạt thức. Và nếu cái tiềm thức của chúng ta là tâm quả, ly trí, và tâm quả ly trí, thì thứ gì chúng ta thuộc về hạng người gọi là nhị nhân, là không có trí tuệ. Thì trong lúc mà chúng ta nghe pháp mà chúng ta tu thiền, không thể nào đắc thiền và không thể đắc đạo quả. Như hồi nãy chúng tôi có nói đó, là cái tiềm thức ấy, tuy nó không có rõ ràng, tại đó là tiềm thức, nhưng mà nó tạo nên một thứ mà chúng ta gọi là cá tính, chúng ta gọi là personality. Yeah, personality là cái cá tính của chúng ta, cá tính con người mình, hoặc là vui tươi, hoặc giả là điềm đạm, hoặc giả là bén nhạy, mẫn tiệp, hoặc giả là chậm chạp, trì trệ, hoặc giả là mau mắn hay là chậm chạp. Thì thứ gì thông minh hay chậm hiểu, thông minh hay thiếu trí, hay là mau mắn hay chậm hiểu, đó là cái cá tính mà đôi khi chúng ta có dùng cái chữ gọi là thiên tư, hay là chúng ta dùng cái chữ tư chất. Thì cái tư chất đó ảnh hưởng chúng ta nhiều, ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như quý Phật tử đi học hay đi làm mà cái thái độ mà vui vẻ hay là không vui vẻ, hay hoặc giả là thông minh hay không thông minh, nhanh nhẹn hay chậm chạp đó, nó đều ảnh hưởng đến cái việc học, nó đều ảnh hưởng đến cái việc làm của chúng ta. Thì điều đó chúng ta nói rằng cá tính nó ảnh hưởng đến công việc. Thì ở đây có một cái ảnh hưởng rất là mật thiết giữa thức, nhưng mà không phải luôn luôn là vậy. Cái đoạn sau mà khi mà chúng tôi nói về cái cẩn thận hay không cẩn thận, thì trong Phật giáo, Phật học Hán ngữ thì có đề cập đến cái chuyện đánh báo và y báo. Dạ, đánh báo y báo, và điều này nha, thường làm cho người ta hiểu lầm. Dạ, đánh báo tức là mình sinh ra mình là ai, con người thế nào. Rồi tại vì mình là ai, con người thế nào, thành ra cái quả nó chiêu cảm, nó mới tạo ra cả một cái bối cảnh liên hệ. Và bối cảnh liên hệ, ví dụ như là
tài sản bản hữu hay là sự đưa đẩy nào đó. Dạ, ví dụ như chánh báo, tức là con người mình sinh ra mình là một người có thiện căn, có đạo tâm, do vì mình có cái y báo mà, tức là mình thường thích thân cận với bạn lành, mình thường đưa tới các bậc thiện trí, rồi mình học hành, mình có sự tiến bộ. Dạ, thật ra cái chánh báo nó tạo ra con người của chúng ta, và cái y báo á, nó lại là một cái dây bê mơ rễ má liên hệ. Dạ, liên hệ. Thì trong cái khái niệm mà về nhân quả của thắng pháp Akitama, thì cái tiềm thức nó giống như là nó gọi là chánh báo. Dạ, chánh báo. Và những cái ảnh hưởng xa gần do cái chánh báo đó, nó lại là cái y báo. Nhưng mà ở trong Akitama thì không có dùng cái chữ chánh báo và y báo. Tại vì thế này là, thưa quý vị, cái gọi là chánh báo đó, nó tạo ra con người chúng ta là ai, tức là chúng ta nói đến các cái tâm quả mà làm việc tục sinh một kiếp và tử. Còn cái y báo đó, nó nói đến những cái tâm mà chúng ta gọi là ngũ quan, và như là tâm nhãn thức quả thiện quả bất thiện, nhĩ thức quả thiện quả bất thiện, tỷ thức quả thiện quả bất thiện. Thì những cái tâm quả đó nó tạo ra cái bối cảnh sống ở bên ngoài chúng ta. Dạ. Ví dụ như là một người sinh ra đời là một vị hoàng tử, thì do sinh ra có cái trì nghiệp làm vị hoàng tử, do đó cái ăn cái mặc thì ăn ngon mặc đẹp, vị này lại có những cái quả tương đối là nó đi kèm, nhưng mà không hẳn luôn luôn là vậy. Dạ. Nó không có cái tính chất tuyệt đối là như vậy. Tại sao chúng tôi nói rằng ở trong Phật giáo Nam Tông hay là trong trong thắng pháp Abhidhamma đặc biệt thì không nên nói về chánh báo và y báo? Tại vì có thể cái nghiệp nó sinh ra là một con người nào đó, một bản tính nào đó, nhưng mà cái y báo thì đó lại là một chuyện khác. Ở trong kinh có đề cập đến chuyện này, quý vị. Có những vị xuất gia một hoàng tục thứ bảy lần, tới lần thứ bảy thì quý tục nữa quăng bỏ cốt đi và sau đó đắc đạo chứng quả. Có những vị xuất gia mà thứ vị thời gian ban đầu rất là lâu thôi bị Đức Phật khiển trách và sau đó là đắc đạo chứng quả. Có những vị xuất gia mà do cái nghiệp quá khứ chi phối, do đó mặc dù kiếp này là kiếp đắc quả là hắn, nhưng mà đi khất thực cũng không đủ ăn, rất là thiếu thốn. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta thấy rằng nếu nói về chánh báo là vị đó là có cái tư chất mẫn nhiệt ở trong kiếp chót đắc đạo chứng quả mà. Nhưng mà cái chánh báo đó nó không bảo đảm rằng cái y báo nó phù hợp tương tự như vậy. Chúng ta hay thường có quan niệm là vì nó sanh ra làm A-la-hán thì có nghĩa là tất cả mọi thứ đều đại phúc đại đức. Không, vì A-la-hán không nhất thiết là một phương diện khác có nhiều phúc nhiều đức đâu. Ở trong kinh Đức lại rằng cũng thời tu mà một vị kiếp trước có bố thí khác với một vị không có bố thí. Một vị có bố thí đó thì đi tu là không có thiếu về y phục, thực phẩm, về trú xứ, về thuốc men. Mặc dù hai vị có thể tu giống nhau, đắc đạo hoặc giống nhau, nhưng một vị có cái phước kiếp trước ấy, thì kiếp này sanh ra lại có quả khác. Và do vị ở trong Phật giáo Nam Tông, chúng ta đọc Pali và đặc biệt trong Thắng Pháp dạy rằng nếu mà chúng ta so sánh khái niệm thì có chánh báo và có y báo, nhưng mà dùng chữ y báo cũng chính xác, tại vì những cái tâm nhãn thức quả thiện, nghĩ thức quả thiện, định thức quả thiện vân vân, nó không nhất thiết luôn luôn đi chung với cái gọi là tâm tiềm thức, đi chung với quả, đi chung với con người chúng ta. Và chúng ta nhớ hai cái quả khác nhau nhiều lắm.
mặc dù nó là tâm quả hết, mặc dù mình sinh ra đời có được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và cái tâm quả chúng ta là cái tâm quả dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, là một con người có rất nhiều phước. Nhưng mà hai cái phước đó nó không nhất thiết là nó liên lạc, nó trực tiếp cộng hưởng. Thành ra chúng ta không dùng chỉ gọi là y báo, chỉ y nghĩa là nương và nương cho kia người là ăn theo á, thì cái này ở đây chúng ta không dùng. Thành ra quý vị nhớ rằng ở trong phần cẩn thận nếu đọc kỹ quý vị có thấy chúng tôi có đề là ở trong qua như trên Thắng Pháp đó, thì chúng ta không dùng cái khái niệm chánh báo và y báo như là Phật giáo Bắc truyền hay là Phật giáo thuộc hệ chứ khác. Thứ gì cái tâm quả giới chân đạo này nó chỉ làm đúng phục việc mà chúng ta gọi là tục sinh hộ kiếp và tử, tức là đóng cái vai trò chân thức. Mà chánh hoa bản thì đã làm cái vai trò chúng ta gọi là hộ kiếp khách. Như hồi nãy chúng ta nói rằng cái tâm xử lý là tâm sân thọ ưu, mà hộ kiếp lại là thọ hỷ, thì hai cái đó nó có tính cách là trái hẳn với nhau, thì nó phải chen vào một thứ tâm tiềm thức, và tâm tiềm thức là tâm thức học xã, dạ, để nó là quân bình lại. Thì đây cũng là một điều rất là thú vị ở trong khi mà chúng ta học Thắng Pháp, học tập. Thì bây giờ chúng ta có thể để ý không? Tạm hiểu rằng một người mà làm thiện đó, thì nó có thể để lại ba cái hậu quả, ba cái thành quả, ba cái kết quả. Bà Đi Bập Mai là một vị thiền sư và là một cư sĩ, nhưng mà thiền sư bà có nói một câu nói rất là thú vị: "You never get away with nothing." Tức là con người mình nghĩ rằng mình làm cái gì đó mà không ai biết, không ai thấy, và nó chìm vào quên lãng, thì cái gì là không còn gì hết. Nhưng mà xin quý vị theo Thắng Pháp thì tất cả việc làm chúng ta nó đều để lại hậu quả về sau. Chứ hậu quả đôi khi người ta dùng là một cái chữ từ rất tiêu cực, là hậu quả xấu. Ở đây chữ hậu quả bao gồm cả xấu và tốt. Thì nó để lại ba cái hình thái. Một đó, là nó để lại cái thói quen. Ăn cắp quên tay, ngủ ngày quên mắt. Ăn cắp quên tay tức là một người ăn cắp phải nhất hiện tạo là thói quen. Có những người quen có cái tật là mê rơ mắt, hay thích bàn chuyện thiên hạ, chỉ riêng bàn giữa người thân mình thôi. Ví dụ như vợ nó, chồng nó, vợ bạn bè nó với nhau, người là không trách ai hết. Nhưng mà cái tật mà hay nói xấu người khác, tật hay nói về người khác kể cái xấu cả tốt, nó tạo thành một thói quen. Mà khi chúng ta vào ngồi thiền, mình khó tập trung vào hơi thở. Tại sao có những người tu rất là dễ, một người tu rất là khó? Tại vì cái thói quen. Ví dụ chúng ta ít có để chuyện người khác, ít bận tâm chuyện người khác, thì mình ngồi xuống ngồi thiền như vậy, cái tâm mình ít bận thế sự, thì
chúng ta ngồi thiền như vậy, cái tâm trong tâm chúng ta ít bận chuyện ham ăn ham uống thì ngồi thiền như vậy dùng được. Đó là cái ảnh hưởng của thói quen mà trong cái gì pháp gọi là thường thân nghi như thường cận như gì. Cái ảnh hưởng thứ hai đó là cái kết quả của nghiệp mà qua ngoại cảnh ở bên ngoài. Ngoại cảnh ở bên ngoài ví dụ như là do mình bố thí nên chi đời này mình sinh ra tạo thành những cái tông quả thiện vô nhân, mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc lạc êm mại. Thì thưa quý vị, cái đó là quả của nghiệp, nó có cái năng lực tạo nên cái, nó tạo nên cái bối cảnh sống, cái hoàn cảnh sống ở bên ngoài của chúng ta, ở xung quanh chúng ta. Bởi vì mình thấy có những người họ sinh ra đời cái tính họ rất là xấu, nhưng họ lại sống rất là giàu có. Dạ. Ngày hôm nay mà quý vị nhìn thấy những cậu quẩm con chiêu á, thấy rằng không làm gì hết, để một điều sinh ra cha mẹ là cho tiền rừng bạc bể, đủ thứ chuyện hết. Mặc dù cái tâm thì không có tốt, tài năng thì không có, nhưng mà lại có nhiều cái sự hưởng dụng về vật chất. Cái đó nó cũng là một cái quả tạo nghiệp quá khứ. Và cái quả này đó, nó tạo ra cho chúng ta có được những cái bối cảnh ở bên ngoài. Ngoại cảnh là sắc tiếng hay mùi thơm vị xúc lạc. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm phước mà cái phước đó mà nó trổ quả là nó tạo thành cái tâm tục sinh, và tâm tục sinh nó tạo thành tâm hộ kiếp, tức là tạo thành tiềm thức. Thì thưa quý vị, chúng ta có những cái tính cố hữu mà chúng ta gọi là cái cá tính của chúng ta, và như vậy trong trường hợp đầy quả của nghiệp nó tạo thành một con người chúng ta. Dạ. Thì cái quả của nghiệp mà tạo thành con người chúng ta đó, tạo thành cá tính chúng ta đó, đó là những tâm quả mà chúng ta đang học ở tại đây. Chúng tôi thì không có dám nói khẳng định, nhưng mà đa phần, nhưng mà thấy trong kia tất cả chúng ta sinh làm người á thì đều là sinh bằng quả tâm quả này á, tâm quả dục giới tịnh hảo, tức là tất cả chúng ta ngồi đi sinh làm người thì đều phải sinh quả này. Và ở trong số sinh làm người chúng ta thì có hai hạng người, hạng người nhị nhân và hạng người tam nhân. Hạng người nhị nhân á, tức là sinh ra có căn vô tham vô sân, nhưng mà lại không có thiếu căn vô si. Căn vô si là thiếu thứ trí tuệ. Dạ, thứ trí tuệ. Hay chúng ta gọi là đơn độn. Nói chuyện này chị chúng tôi nhớ là hôm kia, hôm trước chúng tôi giảng về chữ căn tham, căn sân, căn si. Thì có người hỏi căn si có nghĩa là phải là khao sung không? Là chất bôi, cái khoáng mập không? Căn si là tham sân si, không phải là căn si. Căn si không phải căn si, đó là căn si. Thì trước thì ở đây chúng tôi nói là dựa trên kinh điển thôi, là chúng tôi tin rằng cả quý Phật tử mà vào rung nghe pháp chúng ta đều là những người tam nhân, đều những người tam nhân sanh bằng cái tâm đại quả hợp lý. Dạ, sanh bằng đại quả thôi hợp lý. Nói về điểm quý vị mừng, nhưng mà nếu mà chúng ta sanh ra đời mà không có tâm học trí thì đó là chúng ta không có khả năng học hiểu được đâu. Dạ. Bởi vì vậy đó, khi mà chúng ta làm phước thì chúng ta nên
làm ở trong hoan hỷ, làm ở trong hoan hỷ, cái đó quan trọng lắm. Và nếu không trong hoan hỷ thì chúng ta mà làm ở trong xã cũng được, nhưng mà làm ở trong hoan hỷ thì đời sau cái tâm quả chúng ta tâm quả hoan hỷ thì nó là giúp cho chúng ta có một điểm là con người chúng ta tư nhuận, hoan hỷ và dễ dàng để chúng ta vượt qua những cái trạng thái khó chịu. Như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình chẳng ai cái gì đó, nhưng mà cho mình ngủ một giấc, và khi mình ngủ, ngủ với cái tâm tiềm thức hoan hỷ thì chúng ta sẽ ngoan ngoãn hơn là chúng ta ngủ bằng cái tâm tiềm thức sâu xa. Và nếu mình làm việc gì đó mà mình có đầy đủ cái sự chín chắn suy nghĩ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm thì chúng ta sinh ra bằng tâm hợp trí, người trí tuệ bén nhạy, cũng là phước, nhưng mà đừng làm phước một cách ơ hờ, là phước móc thì hiểu biết cái gì mình làm. Có những người ai nói sao mình làm vậy mình là bắt chước, nhưng mà mình không chịu suy nghĩ. Ví dụ như trong đời mình đi hành hương, mình đã đặt vấn đề là tại sao mình đã đi hành hương. Mình tổ chức lễ dân y, tại sao mình tổ chức lễ dân y. Mình bố thí cho những người nạn nhân thiên tai, hiểu tại sao mình chia sẻ với ta. Mình hiểu như vậy thì cái tâm đó cứ bị ở trong kinh Phật gọi là tâm làm việc có tư lương, làm việc có tư tiền, tư hiện, tư hậu, làm việc có nghĩ trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Và điều này nó cũng ảnh hưởng chúng ta rất là lớn. Đó là nếu chúng ta làm mà phải người khác thúc đẩy, hay mình phải đi nghĩ liên hệ lên nhiều lần, phải có cái động lực, thì chúng ta gọi là cứu trợ. Thì nếu trong không cứu trợ đổ quả thì chúng ta sinh ra đời sau người chúng ta rất là chậm. Chứ tôi không biết là nói điều này cho quý vị thì có làm phiền ở ngoài không, nhưng mà chúng tôi thật sự là ở trong đời sống có gặp một vài người mà rất là chậm thứ đi. Mình biết họ sinh bằng tâm hữu trợ. Tức là cái gì cũng chậm, ăn chậm, nói chậm, phản ứng chậm, cũng học hành cũng đổ đạt vậy đó, nhưng mà chậm lắm. Nghĩa là ngay cả chuyện mình kể một chuyện vui mà bị nó cười nguội, chứ là 2-3 ngày sau bị nó mới thấm mới cười. Hay trong việc đó chúng mình làm khoảng chừng 5 phút làm xong, hay 5 phút bắt đầu mà bị đó mất cái cả giờ đồng hồ mới bắt đầu được. Chúng tôi có thấy gì vậy? Thậm chí ngày xưa chúng tôi có ở gần những một vị sư là chậm lắm. Nhiều khi mình gọi điện thoại, bây giờ bị đã thấy khoảng gì 3-4 tiếng hồ sau, hơn ngày hôm sau vì nó mới gọi cho hỏi mình biết, thấy có gọi điện thoại vì cái gì phản ứng chậm, chậm thôi là chậm. Sẽ sinh bằng tâm tưởng chậm. Nhưng mà trong thắng pháp ấy, thì đã nói rằng mặc dù ba cái yếu tố là thọ hỷ, học trí, thọ hỷ hay thọ xã, học trí hay ly trí, vô trợ hay hữu trợ của tâm thiện thì nó hoàn toàn giống tâm quả. Nhưng mà có những cái thuộc tính khác mà nó có tâm thiện mà không có tâm quả, đó là những cái thuộc tính gọi là giới phần và vô lượng phần. Giới phần là chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, và vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Thì nó không có ở trong tâm quả. Đây là một điểm rất là thú vị khi mình học ở thắng pháp. Tại vì giới phần á, tức là cái lập tâm để từ bỏ điều ác, như là sẽ không sát sanh, không trộm cắp, thì cái đó nó không thể có ở trong tiềm thức mình được. Hay là vô lượng phần mà bi và tùy hỷ,
là cái tâm thương xót chúng sanh đau khổ hay là vui cho hạnh phúc chúng sanh khác, thì nó phải có một đối tượng trực tiếp. Cái đó là sự làm việc của hoàng thích, nó không chứa đựng những cái tố chất đó. Thật ra cái tố chất của một vô lượng phần nó không có ở trong thiện thức, ở trong tâm quả, mà nó chỉ có trong tâm thiện thôi. Điều này có nghĩa là những cái thuộc tính khác, những cái đặc tính khác của tâm thiện đó, khi mà nó được tạo nên tâm quả, thì tâm quả mang cái thuộc tính giống y hệt như vậy, nhưng mà với giới phần và vô lượng phần thì không có. Dạ không có. Bởi vì có những thứ trong cuộc sống của chúng ta mà nó đòi hỏi cái sự vận dụng của tu tập. Mình vui có thể là vui tự nhiên, nhưng mà mình khởi tâm bi tùy hỷ, khởi tâm từ bỏ, điều xấu không có tự nhiên, mà nó phải là vận dụng ý thức, vận dụng sự hiểu biết, vận dụng sự cảm nhận của mình để có. Đây là điểm thú vị, tại sao tâm quả tiêu diệt dung tập thiện, nhưng mà tâm quả không có những thuộc tính của giới Phật và của vô lượng Phật. Thì chú gì trong ngữ và nghĩa đó, chúng tôi đặc biệt lưu ý về cái chữ ba cái mà chúng ta gọi là dị thục hay là quả dị thục. Thì cái dị thục và quả dị thục đó, đó là một cái một cái thành quả qua một quá trình hoàn chỉnh. Hạt giống gieo xuống nó nảy mầm chưa, cái mầm nó không gọi là quả, nó một cái chồi chưa gọi là quả, nó lớn lên thành một cây chưa gọi là quả, nó đơm hoa chưa gọi là quả, nhưng khi nào nó kết trái thì cái đó mới gọi là quả. Dạ, nó là một quá trình hoàn chỉnh. Và cái quá trình hoàn chỉnh đó chúng ta gọi là quý tạc. Thật ra qua từ Minh Châu, qua từ mình không dịch tâm quả, mà qua từ dịch là tâm dị thục. Và trong phần cẩn thận hồi nãy chúng tôi có đề cập đó, là đối với Phật giáo Bắc truyền thì dùng cái chữ chánh báo và y báo, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ tạm hiểu là người phương diện chánh báo đó, nhưng mà sanh ra đời là cái tâm tục sinh để trở thành cái tình thức chúng ta, thì nó có ảnh hưởng đến những cái tâm mà chúng ta gọi là hoặc thích, mà ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhưng mà không nhất thiết là có những thứ ăn theo, như là cảnh sắc, tinh khí, vị xúc, những thứ ăn theo đó thì nó lại chịu ảnh hưởng hoàn toàn của tiềm thức. Thật ra chúng ta không có dùng chữ y báo, không dùng chữ y báo trong cái khái niệm đó. Nó cần có như vậy. Thí dụ như mình sinh ra đời là một vị hoàng tử, đó là một cái gọi là cái chánh báo. Cho nên là hoàng tử thành ra nó có những cái phước tổ sanh ở trong cái địa vị của mình thì nó cũng có, nhưng mà nó không luôn luôn như vậy. Dạ, không hẳn luôn luôn. Nó cái nghiệp mà đi kèm mà nó lại tương xứng, lại tương ra cái khái niệm y báo chánh báo phải là rất cẩn thận ở trong Phật pháp. Có nhiều lúc chúng tôi cảm thấy rằng người ta nói quá về điểm đó như một tuyệt đối, nhưng mà không tuyệt đối. Và thắng pháp thì khẳng định được. Và bây giờ thì đó là vài điều chúng tôi nói về tâm quả dục giới tịnh thảo của bài học ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại để nói thêm về điểm này ở trong phần cuối của bài học. Bây giờ thì xin bước qua phần thảo luận. Nhưng mà trước khi thảo luận, không biết là từng tòa pháp đăng thì tôi có mặt ở trước máy không? Nếu thì tôi đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thì tôi hoan nghỉ nói cho vài lời ở trong lúc sống câu thảo luận.
xin được hỏi sư tổ Hợp Đăng, sư tổ có mặt ở trước mắt. Dạ thưa các sư tổ Hợp Đăng. Dạ, dạ kính chính sư tổ Hợp Đăng. Dạ, sư tổ nghỉ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Hello. Quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì của hôm nay chúng ta học về thắng pháp mà. Và của hôm nay thì hình như là chúng ta học về một cái tâm lộ, một cái tâm mà mình gọi là tâm thiền và cho ra cái quả. Thì chúng ta biết rằng đối với Phật pháp đó thì chúng ta có mặt hiện hữu ở đời đó đều là do cái nghiệp lực. Và thường thì dù là chúng ta hiểu trong giáo lý về tập nhân duyên đó thì hay là giáo lý về 24 duyên thì chúng ta cũng biết nghiệp duyên, quả duyên, dị thục duyên. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng với một cái hành động mà thân khẩu ý thiện đó, thì dù là kinh tạng hay là dù là vi diệu tạng hay là dù là luật tạng đó, thì Đức Phật này cũng nói đến cái tinh thần nhân quả. Thì trong như trong cái bài kinh 40 đại pháp đó, thì chúng ta có nghe nói chánh kiến đưa đến sanh y, chánh kiến đưa đến đạo chi. Thì chính cái chánh kiến đến sanh y là chúng ta sanh vào những cái cõi vui do cái nhân bây giờ cho ra cái quả lành trong mỗi cái kiếp mà tái sanh. Và thường thì cái thiện nghiệp mà chúng ta làm và cái ác nghiệp nó cũng chen lẫn nhau, nó chen lẫn với nhau rất là nhiều, đang xen với nhau rất là nhiều. Nhưng mà không vì vậy mà không có phân biệt ra rõ ràng về thiện nghiệp mà nó có cái quả vui như thế nào, ác nghiệp nó cái gỗ như thế nào, nó phải được trình bày. Như vậy thì chúng ta biết rằng nói đến tâm dục giới đó thì nó có 24 chữ tâm, 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm quả dục giới, 8 tâm di tác dục giới. Thì phân chia như vậy đó thì chúng ta biết cõi dục giới nó vẫn có những vị a la hán chánh đẳng giác, a la hán độc giác, a la hán tinh văn giác. Thì các ngài là a la hán thì các ngài xài những cái tâm duy tác. Còn lại những vị thánh tam quả, sơ quả, nhị quả cho đến những phàm phu tam nhân hay là nhị nhân hay là lạc phu nhân đó, thì vẫn nói đến những cái tâm thiện dục giới này để làm việc, mình gọi là làm việc động lực đó. Thì những cái vị này vẫn còn phải tái sanh, nên làm việc thiện với cái tâm thiện dục giới tịnh hảo thì nó cho ra cái tâm quả dục giới tịnh hảo để tương ứng với cái nhân quả, tương ứng nhân quả. Và khi mà mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy tại sao mà Đức Phật ngày dạy đó, thiện và bất thiện rất xa như là trời với đất, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, như là mặt trời mọc, mặt trời lặn, rất xa, thiện và bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tâm thiện dục giới tịnh hảo được nói đến, nó có ly trí, hợp trí, vô trợ, hữu trợ, thọ hỷ, thọ xả. Như vậy thì hãy cái tâm nào mà nó là hợp trí thì thường thì chúng ta hay nghe cho ra 16 quả. Cái tâm thiện hợp trí nó cho ra cái việc thiện mà chúng ta làm có trí đó, nó cho ra 16 quả, đó là 8 quả vô nhân mà thường chúng ta gọi là nhãn tức thọ xả quả thiện, nhĩ tức thọ xả quả thiện, tỷ tức thọ xả quả thiện, tức thọ xả quả thiện, thân tức thọ lạc quả thiện, tiếp thu thọ xả quả thiện, quan sát thọ xả quả thiện, quan sát thọ hỷ quả thiện. Đó là một trong 18 tâm vô nhân mà 8 tâm quả vô nhân. Rồi 8 tâm quả dục giới tịnh hảo sẽ làm cho mình cái việc mà tái tục và cho mình những cái tốt
tâm đó, trong đó có tám tâm đại quả. Thì tám tâm đạo quả này gọi chung á, là gọi là 16 quả. Khi mình làm thiện, dục giới, hợp trí á, thì cho ra 16 quả. Nhưng mà nếu mà ly trí thì cho ra 12 quả, trừ ra bốn cái tâm thiện hợp trí và bốn cái tâm quả hợp trí đó, thì nó sẽ không có tâm thiện hợp trí thì không có tâm quả hợp trí, nên mình gọi cho ra 12 quả. Còn nếu thường thường những người làm thiện ly trí, ly trí thiếu tư đó, ly trí là không có trí, và thiếu tư là không có trước khi làm quan hỷ, trong khi làm quan hỷ, sau khi làm quan hỷ, thì nó sẽ cho ra tám tâm quả vô nhân thôi. Đó là tương ứng với tinh thần nhân quả mà được Đức Phật ngài phân biệt trong thắng pháp này, nói chi tiết như vậy, để chúng ta thấy ở đời đó có những người sanh ra làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, mình gọi là người lạc vô nhân. Cái người theo khoa học gọi là thúy chú mới gót đó, có nghĩa là người ngớ ngẩn ngẩn. Chính vì người đó cũng được làm người, nhưng mà gọi là người lạc vô nhân. Thành ra nhiều khi á, chúng ta hiểu rằng những cái người đó họ sanh làm người đó, họ chỉ được làm người, đói cũng được cha mẹ cho ăn, khát cho uống, rồi cũng tắm rửa, cũng săn sóc. Nhưng mà ngược lại đó, cái người đó đó, có nhiều khi đó, chúng ta thấy có những người mà họ nó kém khuyết đến nỗi mà ái ỉa đái, họ cũng không biết. Lúc bài tiết thì họ cũng không có cảm nhận được là cha mẹ phải lo lắng cho họ. Thì chính vì như vậy nên khi mà chúng ta thấy cái tâm thiện dục giới tịnh não đó, nó làm được nhiều việc. Ví dụ chúng ta thấy bố thí nè, trì giới nè, tu thiền nè, kính pháp, thiết pháp, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, rồi cải chánh tri kiến. Trên thường thường á, nói rằng khi mình học đến tâm thiện dục giới tịnh não đó, mình nói là cái tâm này làm được nhiều việc, sanh ở nhiều người, nó có ở nhiều cõi, nó có ở nhiều cõi. Nói như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, về những cái tâm thiện dục giới á, thì nó có những cái tâm quả dục giới tương ưng với tâm thiện, mà trong 24 duyên chúng ta gọi là nghiệp duyên, quả duyên. Nghiệp duyên là muốn nói đến những cái động lực, những cái động lực thiện. Ví dụ chúng ta làm thiện nó có động lực, nó có động lực, bảy động lực trong cái lỗ tâm thiện đó, thì nó có cái động lực thứ nhất nó cho ra hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy nó cho sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa cho ra hộ báo nghiệp. Nên nhiều khi chúng ta thấy những cái câu chuyện mà ông bà xưa cũng thường nói đó, con ơi hãy ráng làm lành đó, kiếp này công hưởng để dành kiếp sau. Có nhiều khi họ hiểu được cái sanh báo nghiệp đó, cũng là cái động lực thiện, mình làm thiện mà có cái động lực, nó không có cho quả ngay hiện tại mà nó cho quả sau khi mình chết, mình sanh lên cõi trời hay là sanh trở lại mình hưởng được quả phước đó. Nên thường người ta nói câu nhân gian ông bà xưa có những cái câu dạy con, mà chúng tôi nghĩ rằng những cái người họ dạy con như vậy đó, họ cũng nghe được Phật pháp, họ cũng hiểu được một phần nào đó, nên họ mới có những cái lời khuyên con ơi hãy ráng làm lành đó, kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh đó, mà họ đầy đủ những cái thiện duyên thiện nghiệp đó, đó là cái sự cố gắng của nội tâm, và chúng ta gọi là những tâm thiện hợp trí, thọ hỷ hoặc là thọ xả, hợp trí vô trợ, thì nó cho ra quả thù thắng nhất. Thường thì chúng ta thấy trong lỗ đắc đạo quả nó cũng nói về cái người tục sinh làm người gọi là người hữu trợ hay là người vô trợ. Thường thường những người vô trợ đó thì trong cái lỗ đắc đạo đắc quả đó họ không có sát na chuẩn bị, họ chỉ cận hành thuận thứ chuyển tộc, nên họ có ba sát na quả. Còn khi một người làm thiện mà hữu trợ đó, là thân trợ, khẩu trợ hoặc là ý trợ đó, thì nó sẽ có cái sát na chuẩn bị, nên nó mất hết một sát na quả. Trong cái lộ trình đắc đạo quả cũng có bảy động lực, đó là sát na chuẩn bị, cận hành thuận thứ chuyển tộc, rồi có ba sát na quả, nên mình gọi là người lợi căn. Chúng ta nghe cái từ lợi căn hay độn căn đó, là trong vi dục pháp muốn nói là người làm thiện gọi là vô trợ hoặc là hữu trợ. Thì cái vô trợ là cái tâm mà mạnh mẽ hơn. Vô trợ có nghĩa là không có thân trợ, không có khẩu trợ, không có ý trợ, và người đó tự tự cái tạo được cái thiện nghiệp,
Khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, mình tự khởi được cái thiện pháp. Nên nhiều khi chúng ta cũng thấy có những vị bà la môn họ nghe pháp rồi, nên mỗi lần họ ăn, họ múc đồ ăn ra, họ để riêng để cúng dường sa môn, bà la môn. Còn không thì cúng dường cho cha mẹ. Vì họ có cái pháp hành hàng ngày như vậy đó, họ biết được cái tâm của mình đó là luôn luôn suy nghĩ về cái phước báo công đức. Nên đó, mỗi lần như vậy đó thì họ ăn thì họ để dành để cúng dường sa môn, bà la môn. Và chúng ta cũng thấy trong kinh có nói rằng những người ăn đúng thời đó, thường thường họ cúng dường được những vị sa môn, bà la môn. Những người ăn phi thời là không cúng dường được. Nên bình thường những cái người họ ăn có cái tâm lý buổi sáng hoặc là buổi trưa đó, thì họ ăn họ để phần một phần như vậy đó, họ tác ý cúng dường cho những vị sa môn, bà la môn, cha mẹ của mình. Như vậy thường thường chúng ta biết cái tâm thiện vô trợ đó là không có cần sự giúp đỡ của ai khi người đó hiểu được Phật pháp. Còn khi một cái người hữu trợ đó, có nhiều khi chúng ta có thân trợ, là có ai đó nắm tay nắm chân chúng ta kéo đi, nó gọi là thân trợ. Khẩu trợ là có ai đó nói chúng ta nhiều lần, động viên chúng ta nhiều lần, chúng ta đi, gọi là khẩu trợ. Ý trợ có nhiều cái chư thiên họ chuyển tâm chúng ta, chư thiên họ chuyển tâm chúng ta. Điều này đó thì chúng ta cũng thấy có nhiều cái người họ đi chùa đó, do họ nằm mơ họ thấy, hoặc là họ có một cái tác động nào đó của những cái bậc vô hình đó, tác động họ đi làm phước, nó cũng có vậy. Nhưng mà vì chúng ta không biết được, nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật nhận rằng cái ý trợ đó là những người họ có cái năng lực, họ có thể điều khiển mình được. Điều này cũng cho chúng ta thấy như đó, trong bài kinh Hàng Ma đó, Áp Ma Du Si nhập một số người đó, họ đi làm phước, rồi họ được sanh lên cõi trời. Rồi ác ma cũng có tác động đến một số người đi bắn chửi Đức Phật và chư Tăng, rồi sanh vào khổ cảnh. Thì chúng ta hiểu đó là cái tâm thiện hữu trợ do ý trợ, do ác ma có khả năng để chi phối tâm của chúng sanh, khi chúng sanh nói và làm với cái việc ác và việc thiện. Như vậy thì khi nói đến tâm thiện dục giới đó, mình biết là tâm này làm được nhiều việc, từ việc bố thí cũng có, là trì giới cũng có, là tu thiền, chỉ thiền quán cũng có, là rồi thính pháp, thiết pháp, rồi cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, rồi cải chánh tri kiến, sanh được nhiều người. Thường thường thì chúng ta biết rằng những cái người thánh tam quả đó vẫn có những cái tâm thiện dục giới này, và những cái vị này dù đắc tam quả đó, nhưng mà những cái vị này vẫn tái sanh kiếp sau đó, vẫn tái sanh bằng cái tâm quả dục giới hợp trí thôi. Chứ chúng ta biết rằng cái tâm đạo nó qua cái tâm quả, nhưng mà cái tâm làm việc tái sanh cho các vị thánh A-la-hàm, tái sanh cho những vị thánh Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần, hay là người tam nhân, người nhị nhân đó, thì đều là những cái tâm quả. Cái tâm quả đó là những cái thiện nghiệp cho tái sanh vào cõi này cõi kia. Dù là vị đó có đắc đạo quả, nên thường thường chúng ta hay nghe nói rằng cái vị đắc tam quả và đắc ngũ thiện sanh về năm tịnh cư thiên, như là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện thiện, sắc cú cánh. Còn nếu không, vị mà đắc được tam quả, nhưng mà không đắc được ngũ thiền đó, vẫn tục sinh bằng cái tâm sơ thiền thôi. Sanh lên ba cõi sơ thiền thôi, chứ cũng không có sanh lên năm định cư thiền được. Về tính về cái tâm làm việc tái tục cho những cái vị này đó, thì nếu mà vị này vị thánh tam quả Na Hàm đó, thì có thể là vị sanh lên cõi sơ thiền, có thể là do cái tâm quả sơ thiền cho sanh lên cõi sơ thiền. Chỉ khác biệt như vậy, chứ còn những vị thánh nhị quả hay vị thánh sơ quả đó, cũng như ông Cấp Cô Độc và Quý Sư Kha, hay là Sô Má Nó Đê Quý, con của ông Cấp Cô Độc đắc được nhị 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 đạo nhị quả hơn ông Cấp Cô Độc một đạo quả đó, thì sau khi chết cũng là những cái tâm quả làm việc tái tục mà lên các cái cõi trời. Như vậy thì chúng ta thấy về những cái tâm mà nó làm được nhiều việc, ở được nhiều người, làm được nhiều việc, có mặt trong nhiều người, là ý nghĩa là chỗ này, ý nghĩa là chỗ này. Có nghĩa là những cái tâm thiện dục giới đó, nó làm việc đắc thiền, đắc đạo, đắc quả. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái người đắc thiền đó, thì cái tâm thiện dục giới nó cũng vẫn làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, để cho người đó đắc được sơ thiền,
cái tâm thiền sanh lên. Rồi đắc tiếp nhị đạo hay là nhị thiền á, thì cái tâm thiền dục giới nó vẫn làm việc tiếp ở trong việc động lực nữa, để đắc được nhị thiền, đắc được tam thiền, đắc được tứ thiền, đắc được tất các thiền sắc. Như vậy thì khi mà đắc đạo quả thì cái tâm thiện dục giới hợp trí nó cũng vẫn làm việc. Mà chúng ta cũng thường biết là cái người họ có cái thiện nghiệp đó, họ tục sinh làm người tam nhân đó, đó là điều kiện để đắc thiền, đắc đạo, đắc quả. Dù chúng ta có nghe nhiều lần như vậy, nhưng mà chúng ta cũng để mà hiểu biết tường tận đó, chúng ta cũng cần phải học hỏi, nghe để cho nhớ. Bây giờ thì con thấy Thượng Đẳng đã có cái câu thảo luận rồi. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại để điều hợp. Dạ thú cho cái trình từ đó căn. Có một điều rất là lạ đó là trước khi gửi cho Đại Đức Từ Tri những câu thảo luận đó, thì Đại Đức Từ Tri đọc được câu số 2 mà câu số 1 đọc không được. Bởi vì tôi gửi nhiều lần, thời gian chúng tôi phát trả đây không phải ý muốn gián đoạn từ tổ pháp đăng, nhưng mà không biết tại sao đến Đại Đức Từ Tri không đọc được. Thưa Tổ Tiên Quyền ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tiên Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ. Thì tôi thiên quyền, chúng ta thấy rằng cái tâm tục sinh á, tâm hồn kiếp á, nó tạo nên cá tính của chúng ta. Ví dụ như thọ hỷ, hợp trí, vô trợ chẳng hạn, thì nó tạo cá tính của chúng ta. Và ở trong Thắng Pháp cũng nói rằng cái tâm hồn kiếp mà mình không thay đổi được, thì như vậy cá tính không thể thay đổi được. Thì như vậy là nếu chúng ta tu thì chúng thay đổi được cái gì? Và nếu chúng ta nói rằng cái đó là do cái nghiệp đời trước rồi, thì mình không làm gì khác, mình có phải mình gọi là gian sơn dễ đổi mà bản tính khó dời, không thay đổi được, thì tại sao mình phải tu? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tiểu Quyền. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sang Khe, dạ đại chúng nghe đó. Cảm ơn cô Nguyệt. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tập Minh Hạnh, Đại Đức, Tính Đức Từ Từ Đi, Sư Minh Thông, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đại quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, câu hỏi rằng nếu như một tiềm thức hay là tâm hồn kiếp nó trở nên một cái cá tánh hay là cố hữu của chúng ta, vậy thì phải chăng cái cá tánh không thể thay đổi? Nếu như thế thì thay đổi trong sự tu, nếu như vậy thì có cái sự thay đổi thì sự tu tập nó có cái giá trị gì? Kính thưa quý vị, ở đây chúng ta nhớ cũng một điều, cái mà ở nhân gian người ta nói câu này nghe nó cũng vui nó vậy, ta nói cha sinh tánh trời sinh tâm, không phải cha mẹ đẻ ra vậy, nó nói vậy. Thì ở đây không phải tục sinh ra như vậy mà chúng ta làm như vậy, chỉ có tâm quả tục sinh hậu kiếp ở đây đó, không phải tục sinh, hay là tâm hậu kiếp này như là một tiềm thức, như là một cái gợi tạo, đây là chúng ta nhớ. Nhưng nó chỉ làm cái việc tục sinh đó thôi, đi ra thôi, chúng ta phải nhớ như vậy. Và cái tục sinh đó nó ra nên một cái hình thái của nam, của nữ, của cái sắc tính nó như thế, chứ không phải là nó tạo ra một con người như thế. Cái tâm này không phải tạo ra một con người, nó là con người như thế, mà nó đổi theo cái gì, nó thay đổi theo thứ nhất, theo cái gì, theo cái nghiệp, nó theo cái điều kiện, nó theo cái hoàn cảnh, nó theo cái thực tế nữa. Là sao? Nếu như người đó có sự chậm chạp, ở gần những người nhanh lẹ thì người ấy cũng được nhanh, mà những người quá nhanh ở gần những người chậm thì nó cũng trở nên chậm, đây tức là nó bị ảnh hưởng, nó bị cộng sinh, thì đó cũng là một sự thay đổi chứ, chứ nó phải giá trị tuyệt đối.
Thì như đã nói, nó chỉ là hậu kiếp, nó là tâm tục sinh, tâm quả tục sinh hay tâm hậu kiếp. Thì chính cái tâm đó nó trợ tạo cho chính ta sanh con người, chứ không phải là mang cái tâm đó để sử dụng trong đời sống bình thường không phải. Đây là điều chúng ta nhớ. Vì vậy cho nên khi mà cái tâm nó là cái tính chất nó như vậy, nhưng nó vẫn bị cái gì, ở đây muốn nói cái một cái sự chuyển hóa của chính nó là do nghiệp, một phần do nghiệp tục sinh, chứ cái tâm quả tục sinh xuất hiện nó bị ảnh hưởng là hình hài thể xác ra như thế. Nhưng còn cái nghiệp thức nó là khác, nó rất là khác, nó đi theo một cái nghiệp duyên của chính mình. Bây giờ mình sinh vào cái nơi người ta không, người bây giờ người ta biết người ta quá hay quá tốt đi thì mình cũng sẽ được ảnh hưởng. Sinh một cái nơi chẳng hạn như làng chài thì tự nhiên chúng ta phải bị một cái ảnh hưởng cái đó. Mà chúng ta sinh vào cái làng ngang thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng được. Thì ở đây là gia thay đổi theo cái gì, nó theo cái xu hướng của chúng sinh hay là theo cái nghiệp lực của chúng sinh ở tại nơi đó. Hay cách sống của mình ở châu Á là như thế, qua châu Âu nó là như thế, thì cái đó cái nghiệp tục sinh nó cũng đi theo tình huống. Chứ ví dụ con người của châu Á, con người của châu Âu nó khác không? Khác chứ. Nó cũng là thể xác con người nam nữ, cũng là ở trên hành tinh này cũng hít khí trời khí tiết, nhưng cái nghiệp phước, cái nghiệp duyên của nó khác. Và từ đó nó cũng có những cái sự thay đổi khác. Thì cũng như thế, nếu cá tánh ở đây muốn nói rằng cái nghiệp người gọi là cái tiềm thức, cái hậu kiếp đó, nó không phải là, nó phải là một cái chẳng hạn như ở đây cái người, chẳng hạn như người dị nhân hay cái người vô nhân, thì là tình huống nó là như thế. Là người dị nhân, xin lỗi, cái người vô nhân thì mới là tình huống chắc là bị như vậy. Nhưng cái người dị nhân này thì nó rất là đa dạng. Chúng ta nhớ người dị nhân rất đa dạng. Một bác học kỹ sư, một người, xin lỗi, ngay cả một người đó là chúng tôi gọi là trạng sư, chưa chắc người đó là người tam nhân đúng không vậy? Có người chúng ta thấy họ không có hoạt bát, không có linh hoạt, chưa chắc người đó là người nhị nhân đó nha. Bởi vì cái điều này nó rất là khó xác định. Cái tâm tục sinh đó nó vô tham, vô sân, vô si, thì nếu như mà nó hội đủ cái điều đó đó thì cái đó chỉ có cái hàng bậc thánh người ta mới, hàng chư Phật và các bậc thánh người ta mới biết được cái tha tâm thông của những người đó. Thì ở đây thì chúng ta thấy trong cái đời sống tôi cũng vậy, nếu như chúng ta có sự thay đổi, thí dụ bây giờ mình làm biến quá thì cái tật mình nó mới đổ thừa cái hoàn cảnh, cái tật tại cái cốt tôi sinh ra nó làm biến cũng có. Nếu như chúng ta tu, chúng ta thay đổi được cái làm biến đó, cũng như chúng ta hay chậm chạp nó mang tính tức là nó đặt sệt của vô nhân hay đặt sệt của nhị nhân đi. Thì nhưng chúng ta biết gần kề thì chúng ta cũng biết chuyển hóa được . Chúng ta cũng có thể chuyển đổi được . Cho nên cái sự tu tập này nó rất là cần để thay đổi cái gì, nó thay đổi từ trong tâm của chúng ta, nó thay đổi từ cách suy nghĩ, và một phần đó nó cũng trợ tạo cho cái nhân hiện tại này tích cực, nó cũng một phần đẩy lùi, nó cũng một phần đẩy lùi, chúng ta nhớ nha, nó cũng phần đẩy lùi những cái quả xấu của quá khứ. Chứ chúng ta không phải coi như là nó bởi mình ngu quá, mình dốt quá cho nên thôi mà nó không học gì trơn. Thì nó cần cù, nó bụ thông minh chứ. Cần cù nó bù thông minh, coi như là triệu phú do cần mà, thì mình cần kiệm thì nó cũng giàu có được. Hay hoặc là mình chịu khờ, mình coi như lụ khụ bù cho cái thông minh của mình, coi như mình cứ chậm rãi, cứ biết bước bước tà tà, mà mình cứ sinh hoạt một cách hoạt động đều thì nó sẽ tốt. Cho nên ở đây sự thay đổi chúng ta gọi là cái cá tính, thì chúng ta tạm gọi cá tính non sống giờ đổi dời, bản tính khó dời, tại chúng ta không chịu dời chứ không phải không dời. Chẳng cố hữu cố chấp, nếu như chúng ta chịu tu thì chúng ta mới dời được. Đây là nó nhập nghĩa lại cho nó.
Nếu chúng ta chịu tu thì nó sẽ thay đổi, còn nếu như không tu là không. Nếu mà anh chấp kiến thì anh rời tà kiến, anh không còn chấp kiến nữa đó thì anh sẽ rời tà kiến. Còn nếu anh chấp kiến, anh coi như là kiến thủ một cách quá đáng, trời cứu, không có trao đổi được hết. Thì cái đó nó mang tính tức là cái chủng nghiệp sinh tử đâu. Thì vì vậy cho nên ở đây nếu như mà chúng ta có sự tu tập thì là cá tính sẽ thay đổi. Mà nếu như chúng ta không tu tập thì chẳng những cá tính không thay đổi, và đó chính là đau khổ nó phát sinh đến cho ta. Thì vì vậy cho nên đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ, cần có sự tham khảo, có một cái sự kính bạch thượng tọa, con có sự suy nghĩ là như vậy. Bây giờ nếu có điều gì cần bổ túc thì kính dùng thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy nhé. Ta thu kính thưa thượng tọa Thượng Quyền, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Dạ, đại đức Pháp Tính, chúng ta thấy rằng khi mà mình làm thiền thì cái quả nó có tổng quả vô nhân. Như là nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả thiện, đi thức quả thiện, rồi tâm tiếp thu quả thiện, rồi tâm quan sát, thọ xả và thọ thiện. Trong lúc đó thì 12 tâm bất thiện đó, nó không ngoài 8 tâm quả vô nhân thì tâm thiện dùng giới thảo nó lại tạo thêm 8 tâm quả nữa. Và tất cả 16 tâm quả. Còn tâm bất thiện thì nó chỉ tạo được có 7 tâm quả thôi, là 7 tâm quả vô nhân. Đại Đức Pháp Tính có nghĩ là tại sao mà mình cũng có tâm tham thọ hỷ học trà vô trợ, tâm tham thọ hỷ học trà hữu trợ vân vân, mà nó lại không có tâm quả bất thiện học trà vô trợ, học trà hữu trợ như vậy chẳng hạn, như vậy mà nó lại chỉ tạo ra những cái tâm quả rất là mùi lược, rất là đơn thuần ở trong 18 tâm vô nhân. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Ngộ, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Thành, đại đức Tuệ Triền cùng chư tôn đức tăng kính chào và xin tâm cùng quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và lúc thượng tọa nêu lên câu hỏi đường truyền của thượng tọa bị gián đoạn rất là nhiều, do vậy con xin đọc ở trong cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Tại sao 8 thứ tâm thiện dục giới tình hảo được tạo được 8 tâm quả dục giới tình hảo, nhưng đối với tâm bất thiện thì 8 tâm tham không tạo được 8 tâm quả tương tự. Và ở trong cái câu thảo luận này thì trước nhất là chúng ta thấy rằng đối với tâm thiện mà tại sao mà tạo được 8 tâm quả thiện vô nhân, rồi tâm đại thiện cũng tạo được 8 tâm đại quả hữu nhân, thì ở đây thì chúng ta biết như nè, hãy mà cái này nó tốt nó còn có cái kia nó tốt hơn đó. Thành ra khi mà chúng ta tạo phước hoặc là chúng ta làm những cái chuyện thiện mà với cái tâm hoan hỷ, với cái tâm vô trợ, với cái sự mà tác ý đủ ba thờ vân vân, thì coi như là nó cho quả, nó cho quả ào ào như đó. Mà phải nói rằng nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng giống như cái tâm mình nó hoan hỷ á, thì quả nó cho đủ luôn. Nó cho đủ luôn những cái tâm quả vô nhân, rồi quả thiện vô nhân, rồi những cái tâm quả mà hữu luôn đó. Thì thành ra chúng ta thấy rằng ở đời đó
là cái tốt á, thì nó có cái tốt này rồi cái tốt kia, cái tốt hơn nữa đó. Thành ra chính vì vậy mà đối với cái tâm thiện, tâm đại thiện, nó cho được cái quả nhiều như vậy. Còn đối với cái tám cái tâm, dạ xin lỗi, 12 cái tâm bất thiện đó, mà nó cho quả, mình nói chung như quý vị, tại vì thường thường chúng ta thấy rằng đối với ở trong 12 tâm bất thiện đó, nếu mà cho quả đó thì chúng ta phải tính lại từ từ, nhưng mà chúng ta tính cái này là tính cái chung, tính cái phần chung. Vậy thì tại sao 12 tâm bất thiện này chỉ cho 7 tâm quả bất thiện vô nhân thôi? Thì chúng ta thấy rằng đối với cái xấu nó nhiêu đó là nó xấu rồi, nó nhiêu đó là nó xấu rồi, thành ra mình không cần phải có cái xấu hơn nữa đó. Cũng như cái đó là nó khổ rồi, không cần diễn tả mà cái khổ nào mà nó thêm nữa hơn đó. Đây là một cái vấn đề. Còn cái vấn đề thứ hai đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với tâm bất thiện thì nhất định nó sẽ cho quả bất thiện, chứ không thể nào mà tâm bất thiện mà nó cho chúng ta cái tâm quả mà tịnh hảo hết. Cái điều đó nó không có, bị thể nhân nào quả đó. Đối với một người mà có những cái tâm bất thiện, mình tạo, mình làm những cái chuyện gì đó bằng những cái tâm bất thiện, thì khi mà nó cho chúng ta cái quả đó là cái quả bất thiện, quả bất thiện thôi, chứ không thể nào mà nó cho chúng ta là cái quả cái quả thiện được hết, dù là cái quả thiện vô nhân. Thì nếu mà nói ở đây nhé, ở 12 bất thiện á, thì ở trong khi mà nó cho quả mình á, là bao nhiêu đó là nó đủ khổ rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà sát sanh, hoặc là ưa nói ly gián, hoặc là nói nặng có nghĩa là nói với cái tâm sân đó, với người khác, thì những cái người đó sau này sanh ra ở đời họ xấu sắc rồi, họ còn bị cái tiếng đời nó dèm pha, hoặc là họ bị đủ thứ chuyện hết. Thành ra chúng ta thấy rằng lúc đó họ thấy cũng bằng cái sự đau khổ, hoặc là họ nghe cũng bằng cái sự đau khổ, hoặc là luôn luôn lúc nào họ cũng gặp nhận lấy những cái cảnh đau khổ. Thành ra đó, quý vị thấy rằng nhiêu đó là mình đã thấy nó đau khổ đến cột tột cùng rồi. Thành ra không cần phải mà diễn tả cái sự khổ này khổ hơn. Còn đối với cái tịnh hảo, cái tốt, thì chúng ta thấy rằng là thường thường hãy có cái tốt này rồi có cái tốt kia, nó khác hơn. Cũng như là cái chúng ta tạo phước bằng cái tâm đại thiện, đại thiện hợp trí, thọ hỷ vô trợ, rồi đầy đủ tâm tư, thì nó sẽ cho cái kết quả nó thù thắng. Còn thể mà cái người mà tạo phước bằng cái tâm mà cũng đại thiện nhưng mà ly trí, rồi không đầy đủ tâm tư, thì nó cũng cho mình cái quả thiện, nhưng mà cái quả thiện đó nó không bằng cái tâm thứ nhất, không bằng cái tâm đầu của một người mà có quan hỷ rồi có cái sự hợp trí đó. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với thiện nó cho quả thì có cái tốt này và cái tốt hơn nữa. Còn đối với 12 tâm bất thiện thì nó cho mình 7 cái tâm quả vô nhân thì nhiêu đó là nó đã đủ diễn tả cái sự khổ rồi, đủ để mà mình nếm mùi cái sự đau khổ của cái dòng sanh tử luân hồi này rồi. Thành ra không cần phải có thêm một cái quả nào nữa hết. Đó là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai là đối với tâm bất thiện thì không thể nào mà cho chúng ta được cái quả thiện hết. Đó, thành ra nó chỉ cho cái quả khổ thôi. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thưa quý vị để cho con tính. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa khoan nghỉ trả lời cho cô thảo luận số 3.
một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe được không? Dạ, thì Pháp Đăng, chúng ta thấy rằng trí tuệ có hai thứ, một là cái trí tuệ là quả của quá khứ, là trí tuệ trong tâm quả, và thứ hai là trí tuệ ở trong tâm thiện, tức là trong xử lý. Thì hai thứ trí tuệ này có khác nhau điểm gì không? Và cũng là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của hộ kiếp, trí tuệ của tiềm thức, nó khác với trí tuệ gì của hoạt thức? Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Dạ, cảm ơn chị. Hà còn nghĩ cái câu này nó cũng rất có nhiều điểm rất là hay. À, nếu mình nói rằng cái trí tuệ cái nghiệp quá khứ khác biệt gì cái trí tuệ trao dồi trong cái hiện tại, thì chúng ta cũng thấy rằng từ phàm mà chuyển sang thánh á, từ phàm mà chuyển sang thánh á, đó là cái trí siêu thế, hay là từ cái người không có một cái thân hình nặng nề như vậy mà có thần thông á, hay là một cái người mà mình tối ngày mà mình còn bị chi phối cái này kia nọ, mình ngồi yên lặng được, mình chứng thiền được đó, đó là cái điểm đặc biệt của cái trí, cái trí hiện tại. Bởi vì tại sao mà chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng những cái người mà họ giác ngộ được á, thì họ phải nhờ Đức Phật hay là đệ tử Đức Phật thôi, chứ còn họ không á, thì họ cũng không khả năng để họ giác ngộ được, trừ ra những vị đó là đặc Phật độc giác. Chúng ta thấy câu này Đức Phật ngài nói thì khẳng định như vậy á, nên nhiều khi chúng ta cũng có nhiều khi chúng ta nói tôn giáo nào cũng tốt, nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta nghe cái câu này á, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài nói một cái điểm mà nó rất là sâu sắc. Và trong cái bài kinh Tam Minh, Đức Phật cũng trả lời trong 91 kiếp ta không thấy một cái người ngoại đạo nào sanh lên cõi trời. Thì chúng ta cũng biết là những người ngoại đạo có nhiều khi họ sanh làm người lầm, họ cũng có trí chứ không phải là không có trí, nhưng mà cái trí hiện tại họ hiểu được cái pháp đó không có, nên họ không có khả năng để đắc chứng đạo quả. Nên Đức Phật nói rằng cái hàng tinh văn giác á, cái từ tinh văn nó cũng có cái nghĩa là nghe lời của vị chánh đẳng chánh giác, nghe cái chánh pháp đó từ Đức Phật hay là từ đệ tử Đức Phật mà những vị này được giác ngộ giải thoát, hiểu được cái chánh pháp. Thì đây là chúng ta cũng thấy rằng cái người đó ở trong quá khứ họ có trí rồi, họ phải là người. Bởi thường thường chúng ta thấy cái người mà tục sinh làm người tam nhân á, thì cái người đó là có nhân vô tham vô sân và trí tuệ, tục sinh làm người tam nhân. Nhưng mà nếu hiện tại này đó mà họ không tu, mà không gặp được Đức Phật, không nghe được chánh pháp, không tu đúng cái thiền của Đức Phật ngày giác ngộ đó, thì họ cũng không có thể nào chứng đắc được tuệ quán, không có thể trở thành thánh nhân được. Nên cái người này có thể có trí, có trí tuệ, có trí tuệ tục sinh, nhưng mà họ không có cái trí tuệ do cái trao dồi ở trong hiện tại này đối với tam tướng để họ có thể có cái trí mà gọi là cái trí mà để chứng ngộ được cái trí mà thấy được tam tướng, vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng đó, thì họ không có khả năng để họ chứng đắc được cái tuệ siêu thế. Như vậy thì chúng ta cũng thấy cái trí ở trong cái tâm quả dục giới để làm việc tái tục khổ kiếp tử cho một cái người gọi là tam nhân á. Và cái trí hiện tại này đó là cái trí kia, cái trí tục sinh đó, nó hỗ trợ cho cái trí hiện tại này, khi mà mình có những cái điều kiện để mình nghe Phật pháp, có điều kiện để mình tu tập đó, thì cái trí mà tục sinh đó, nó trợ cho cái trí đạo trí quả sinh khởi để mình đạt được đạo quả, mình phải hành trì, phải khéo hành trì là như vậy. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy rằng những cái nhà bác học á, họ tục sinh á, làm người tam nhân, họ rất là thông minh, họ cũng nghiên cứu, nhưng mà những cái sự nghiên cứu của họ đó, nó cũng có nhiều khi làm cho họ phải thấy rất đau khổ vì những vũ khí giết người đó. Họ thấy được những cái kết quả của những cái loại vũ khí hủy diệt, họ cũng rất là sợ hãi về những cái việc mà mình tìm ra được những cái điều đó và nó mang lại cái sự hủy diệt loài người, chúng ta cũng thấy có.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái trí mà cái trí do cái quả nó có thể làm cho người tục sinh làm người tam nhân, có thể tạo được những cái điều đó, nhưng mà cũng phải do một phần học hành theo cái khuynh hướng của thế gian. Còn cái trí mà tục sinh rồi mà mình học hành theo cái siêu thế đó, thì hoặc là cái thiền sắc, thiền vô sắc á, nó vẫn cho cái quả vui nhiều hơn. Với cái trí mà mình có đó, mình nỗ lực để mình tu tập, để mình đắc được thiền, thì chúng ta cũng biết rằng những cái tâm thiền sắc giới á, những tâm thiền sắc giới thì vô sắc đều có trí hết á, chứ không phải là không có trí. Nhưng mà cái trí đó mình gọi là trí hiệp thế, nhưng mà tương đối hiệp thế sắc giới hay vô sắc giới, nó cũng trong tâm giới, nhưng mà cái trí đó nó cao hơn cái cõi dục giới. Cái trí đó đó là cái sự chứng ngộ được những cái tầng thiền, nhập được những cái thần thiền, là trí đó có khả năng để có những loại thần thông. Nên khi một cái người mà nên nhiều khi chúng ta nghe những cái câu chuyện của Bồ Tát mà anh chị em của ngài, ngài thề á, chúng ta nghe nó giống như khôn lắm vậy đó. Nhưng mà những người đó họ thề như vậy nhưng mà nó rất là sợ. Một người thì họ nói rằng nếu mà họ giấu những quả đó, sau này họ làm vua chuyển lưng đến dương, với dương quyền đất đai rộng lớn, với đồ chúng, với hoàng hậu, với hoàng tử công chúa, đồ gì nọ nhiều thiệt nhiều. Để làm gì? Để trói họ trong kiếp đó, họ không có tiến bộ được. Rồi một người thì thề mốt mình làm tể tướng thông minh, mình làm tướng quân tài ba, điều khiển quân sĩ này kia nọ. Hoặc là người thì thề làm mẫu nghi thiên hạ rồi này kia nọ. Nhưng mà chúng ta nghe mấy người đó khôn quá, nhưng mà thật sự những người đó sợ. Mấy người đó có trí thấy được cái sự cột trói, cái cột trói. Nên thường thường mới nói cái gánh nặng, dù mình gánh gánh vàng, gánh đá nó cũng giống nhau thôi. Đó là cái sự luân hồi, muốn nói đến cái người giàu đó họ cũng khổ. Cái người nghèo cũng khổ, như gánh vàng, gánh đá thôi, chứ cũng không khác gì. Gánh vàng cũng là gánh, cũng giết thời gian, cũng đưa đến cái sự kiệt quệ của sanh mạng. Nhưng mình không có nỗ lực để mình chứng lên những cái gì cao hơn đó, thì mình giống như vậy thôi. Thì ở đây mình hiểu rằng cái trí hiểu biết được với cái tâm tục sinh mà nó có trí đó, để giúp cho mình tìm cầu sự giác ngộ giải thoát. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta cái trí của chúng ta nó có cái khuynh hướng ba la mật để đưa đến sự chứng ngộ niết bàn. Còn nếu cái trí của chúng ta đó mà nó là cái trí tục sinh không, nó có thể cho chúng ta sanh làm người có những cái quy quyền thế lực, có những cái địa vị đó, nhưng mà có thể là nó không giúp cho chúng ta chứng ngộ được niết bàn, và nó có thể làm cho chúng ta trở thành những cái vị mà bạo chúa ác ôn, người suy nghĩ ra những cái chuyện ác kinh khủng lắm. Chúng ta cũng thấy có nhiều vua đó, họ suy nghĩ ra chuyện ác rất là kinh khủng, mà chuyện ác gì họ cũng có thể suy nghĩ ra được hết. Thành ra chúng ta thấy chính vì như vậy á, nên cái trí hiện tại nó rất là quan trọng. Cái trí hiện tại đó nó cũng rất là quan trọng. Cái trí quan hiện tại đó, để chúng ta thấy được cái sự luân hồi quanh quẩn, cái sự đau khổ trong ngũ uẩn, thấy được từ vua chúa cho tới quan quyền, quan quân tới thần dân tới chúng sanh, tất cả đều thấy khổ như vậy đó. Thì cái trí đó để thấy được cái khổ của dân sắc, như vậy thì cái trí này nó cần sanh khởi với cái người tục sinh là người có trí, để tiếp tục có cái trí này sanh khởi. Thì khi mình trao dồi cái trí đó đó, mình sẽ có cái trí siêu thế. Đó là cái trí tuệ nó hợp trong tâm đạo, tâm quả. Nó hợp trong những tâm thiền á. Nó cho ra cái sự vui lâu dài hoặc cái sự tái sanh á. Có những cái khả năng cũng tương đối là đặc biệt. Tương đối là đặc biệt. Nếu mình tục sinh làm người tam nhân á, mình tu thiền, mình sanh lên cõi thiền. Kiếp sau mình có rớt xuống á, cũng rớt xuống cõi người thôi, chứ không có rớt cõi khổ. Thì cái trí này nó cũng là một cái điều mà cũng nên cân nhắc. Còn nhiều khi mình nếu mình sanh cõi trời có nhiều khi mình hưởng phước rồi mình té xuống cõi khổ luôn, địa ngục ngạ quỷ luôn cũng có nữa. Thành ra chúng ta hiểu cái trí hiện tại, cái trí mà tục sinh cho chúng ta kiếp làm người đó, những người khôn ngoan thì họ luôn luôn họ suy nghĩ rằng mỗi kiếp ta tu tập ta đạt được cái thượng nhân pháp, dù là thượng nhân pháp là đạo quả hay là thượng nhân pháp là những cái pháp thiền, làm những ẩn sĩ đạt được những cái thiền thông thắng trí đó, để nhớ được những kiếp luân hồi, suy nghĩ về sự luân hồi, nỗ lực tu tập nữa,
họ đạt được những cái sự mà bớt tạo tác những cái ác nghiệp cõi dục á. Cái người đó họ có cái trí suy nghĩ như vậy, đó cũng là một cái điều kiện do cái trí tục sinh mà nó tạo ra cái sự suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ về các cái cảnh giới mà được Đức Phật Ngài nói, và xuyên qua các cái cõi sắc giới, cõi vô sắc giới mà được Đức Phật Ngài trình bày, thì cũng như vậy quý vị. Cái trí tục sinh nó có thể giúp cho mình, nhiều khi mình sợ hãi trong những lúc mình làm những cái quả ác á, nên mình có thể mình nguyện do cái năng lực tu tập của mình sanh vào những cái thời kỳ có Đức Phật xuất hiện, và mình dễ dàng để gặp được Đức Phật và chư Tăng, để mình tận dụng cái thiện nghiệp đó, để mình có thể đắc được đạo quả, trở thành những vị thánh nhân đặc biệt để hộ trì chánh pháp. Đó cũng là cái điều kiện mà mình nghe Phật Pháp nhiều, mình phải suy nghĩ. Như vậy thì con thấy rằng cái trí tuệ tục sinh đó, cái trí tuệ tam nhân đó, nếu mà vận dụng được á, thì cái trí đó nó sẽ đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Nên thường thường mình nói cái trí, cái tuệ quyền nó có tính quyền á, nó sẽ làm cái tuệ quyền đó nó sâu sắc. Nhưng mà cái tính quyền mà nó không có tuệ quyền á, trở thành những cái sự gian xảo, những cái sự mà tráo trở, lường gạt á. Nên thường thường quý vị thấy ở đời có nhiều người họ thông minh, họ tạo ra cái này kia nọ, nhưng mà để họ lường gạt thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà cái trí chúng ta tục sinh làm người tam nhân, mà chúng ta nghe Đức Phật Ngài nói rằng kiếp này mình giàu nó không phải vì mình giàu đâu, mà do cái nhân quả. Mình hiểu như vậy, mình có lòng tin về cái sự luân hồi, do cái tâm thiện hợp trí cho mình sẽ làm người tam nhân, mình thông minh. Nhưng mà ngược lại, mình không có dùng cái thông minh của mình để mình tạo cái ác nghiệp. Mình lừa đảo đủ cách, đủ trò, mình chế biến đủ loại độc ác để hại người hết. Thì chúng ta cũng thấy cái những người đó họ rất là thông minh. Nhưng cái trí đó nó có thể là họ tục sinh làm người tam nhân, nhưng mà đời hiện tại họ không có lòng tin. Họ không có tính quyền để kèm cái tệ quyền của họ đúng đắn. Nên trở thành cái sự gian xảo thủ đoạn như vậy đó. Nên tính quyền á, nó tệ quyền nó có tính quyền á, thì làm cho cái tệ quyền đó nó vững mạnh, nó sâu sắc hơn. Còn cái tệ quyền mà nó không có tính quyền, nó trở thành nguy hiểm, rất là nguy hiểm quý vị. Chứ nó không phải là không có đâu. Nên thường thường thì chúng ta thấy những cái thủ đoạn con người hiện tại đây á, bởi vì thường cái trí của họ đó, nó có thể là thiện trợ cho bất thiện. Bất thiện có nghĩa là họ thấy cái đó, nhưng mà họ suy nghĩ được cái cách lừa đảo, họ tìm cái cách được mà họ chế ra những cái này kia nó lừa đảo được loài người để họ giàu sang. Nó cũng có những trường hợp như vậy, thì họ vô tình, nó có nghĩa là họ trở thành những cái người mà tạo ra những cái ác nghiệp rất là nặng. Nên chúng ta nghe cái câu chuyện Đức Bồ Tát Ngài kể lại mà thề như làm vua, làm chúa, làm tướng quân, làm mẫu hậu, làm phi tần đó, thì mình cứ ghen ghét cung tần phi nữ, vua chúa thì đông cung tần phi nữ, mình ghen ghét, mình ganh gỗ, rồi mình dùng cái thủ đoạn này thủ đoạn kia đó, nó rất là kinh khủng. Nếu mình nghĩ vậy thì mình rất là ghê sợ trong những kiếp đó. Nên chúng ta thấy Đức Bồ Tát có những lúc mà Ngài với em của Ngài, như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nàng Úc Ba La Oan Na rồi, hay là nàng Di Du Đà La rồi, những kiếp mà thề những cái câu thề mình tưởng đâu là ủa sao thề khôn quá, làm vua chúa, làm mệnh phụ phu nhân, làm tướng quân, uy quyền thế lực, có sức mạnh này kia nọ. Nhưng mà khi sức mạnh nó giết người nhiều thôi. Nên nhiều khi chúng ta thấy, nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta cũng thấy rất là sợ hãi, chứ không phải là bình thường đâu. Nếu mình biết suy nghĩ mình cũng rất là sợ hãi. Còn nếu mình không biết suy nghĩ thì nhiều khi mình nghĩ là sanh làm người thông minh, kiếp sau mình thông minh, mình tu tập, nó chưa chắc đâu quý vị. Cái thông minh của mình mà có lòng tin nữa kìa, có lòng tin đối với lời dạy của Đức Phật. Chứ còn nhiều khi mình sanh làm người ngoại đạo, mình chống đối với Đức Phật, mình chống đối với chánh pháp, mình chống đối với những người tu hành, mình làm ra những cái chuyện mà rất là kinh khủng cũng có vậy, chứ đâu phải là không có đâu. Thôi thì trong cái câu thảo luận số 3 đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho Tường Tòa. Bây giờ tỉnh Tường Tòa rồi. Sa thú kính trình Tường Tòa, Pháp Đăng, Tường Tòa Thủy Quyền, Tường Tòa có nghe được không? Nếu Tường Tòa Thủy Quyền đang có mặt ở trước máy, xin Tường Tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi Tường Tòa Thủy Quyền. Dạ, thưa tòa chủ quyền, chúng ta thấy rằng ở trong tâm quả thì có hợp trí giống như tâm thiện, nhưng mà về những cái
thuộc tánh như là giới phần, vô lượng phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hay bi tùy hỷ, thì nó lại không thể có trong trong tâm quả mà chỉ có trong trong tâm thiện thôi. Thì đoạn tiêu quyền có thể giải thích là tại sao trí tuệ có thể lưu lại đời sau, nhưng mà giới hạnh thì không có lưu lại đời sau được. Xin kính thỉnh thượng tọa tiêu quyền. Nam mô Bụt Tha, Giá Nam mô Tha Ma, Giá Nam mô Sang Kha, Giá Thưa Đại Chúng Nghe Rõ. Dạ, chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Tộc Giảng Ngài, kính chào toàn thể quý vị. Câu hỏi số 4 hỏi rằng, trí tuệ có thể có mặt trong tâm quả nhưng các thuộc tánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì không. Tại sao trí tuệ có lưu lại đời sau mà giới hạnh thì không thể? Đây là một điều thực sự là đặc biệt như quý vị nhớ rõ nè, là cái trí tuệ đó chính là một cái nó đi cùng với cái một cái nghiệp sanh, đi cùng ở đó chính là đi cùng với chúng ta gọi là cái thân hành, khẩu hành, ý hành, để nó cho ra quả, nó cho cái ra cái tâm quả tục sinh. Nếu như nhân này chúng ta tạo trí tuệ thì đời sau nó chính là chúng ta để chúng ta tạo cho đời sau mình nó được tốt đẹp. Còn cái mà nó thuộc về cái chánh đó, cái hướng chánh hướng, hay chúng ta gọi là hướng chánh hướng tà, cái điều này phải do cái trí tuệ đó đó mà nó liên hệ. Thí dụ như nó liên hệ, nó thân gần các cái bậc thiền nhân, thân gần chánh pháp, chánh đạo. Cái nhân trí tuệ đó rất là quan trọng. Mà chúng ta thường thường cái tâm phàm phu á, do cái sự ngu si, do cái tham tà kiến, nó che khuất, nó che phủ, tâm mình nó hoài nghi, tâm mình nó yếu đuối, nó mũi lượt, ái tham nhiều, cho nên mình rất là khó chủ trì nó và khó giữ gìn nó. Bởi vì nếu như mà chúng nó thuộc cái thuộc tánh, nó không thể chúng ta, tức là nó không thể để chúng ta đi theo được. Nhưng nó có một cái điều này nó có thể mang theo được, đó chính là do cái thói quen. Tự động quý vị biết, nhìn thấy cái hình bóng nó cái tự nhiên chúng ta nhớ, hay là tự động chúng ta tu tập, chúng ta nghe được Phật pháp, thì có cái trí tuệ, nhờ cái trí tuệ đó, nhờ cái hành đó mà chúng ta đã tạo, chúng ta chuyên tu thiền quán, hay chúng ta chuyên học pháp học, chúng ta tôn kính pháp, chúng ta lắng nghe pháp, chúng ta tầm cầu Phật pháp, là chúng ta cái nhân, tức là chúng ta tạo cái trí tuệ của chúng ta nó rất là lớn. Thì tự nhiên nó như là một cái bậc khích đó đó, thì chúng ta không có mang theo, tức là cái này, tức là nó không mang theo, những cái đó là do cái phước nghiệp của chúng ta đã tạo. Bởi vì quý vị nhớ là ngài Hòa Thượng Thật Sự ngày luôn luôn nhắc những người đệ tử, nguyện đời sau có một chánh tri kiến, phải tạo trí tuệ. Ngài muốn kêu học viên pháp để làm gì? Để có trí tuệ, để có trí tuệ này mới phân biệt được chánh tà. Nó phân biệt được chánh tà, tự động ánh nó như là một cái computer mà nó hay là một cái mạng lưới mà nó chống virus gì đó, tự động nó vô cái đó, mình không quen, mình không thuộc chuyện của mình, tức là nó ngăn liền, nó làm lá chắn ngăn liền. Đây là điều đặc biệt, nó làm lá chắn ngăn liền. Thì tuy nó không mang theo cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó không mang theo thật, nhưng chúng ta cho rằng các thuộc tính chánh ngữ, chánh mạng có thể có mặt trong tâm quả, nhưng không nhưng chánh mạng xin lỗi nhưng chánh nghiệp, chánh thuộc tính của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì không. Trí tuệ có sẵn trong tâm quả, nhưng các thuộc tính của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì không. Quả thật như vậy, bởi vì đây chính là cái giới mà cần phải được thực hành. Xin lỗi, yeah. Giới nó phải được do cái thân khẩu ý nghiệp hiện tại này mà giữ gìn. Nhưng đặc biệt phải có gì? Phải có chánh kiến, có chánh tư duy. Thì từ đó là nó sẽ có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Còn nếu chúng ta không có chánh kiến, không có trí tuệ, thì không bao giờ là thuộc tính mà chúng ta có thể ra được cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được, rất là khó.
Còn ở đây, cái dù chẳng hạn như giới hạnh hay hoặc là kể cả vô lượng Phật cũng vậy, thì tại sao nó không lưu vào đời sau? Bởi vì cái đó, cái thuộc về thân hành, khẩu hành, ý hành hiện tại này làm nhân, làm duyên cho quả của đời sau. Tại nó cứ như thế, chứ chúng ta không mang theo, cứ tạo nó ra. Bây giờ một người không nói dối, xin lỗi, một con người không nói dối, một người không làm cái nghề tà mạng, không làm cái nghề nghiệp chánh mạng, thì người đó luôn luôn sẽ là, mà không phải là tự động được, mà nó tự động được, mà do cái gì, nó không có mang theo cái chánh ngữ, nó không mang theo chánh mạng này, là do tâm của mình. Chúng ta nhớ, do tâm của mình sinh ra, nó không phải là cái tâm chánh ngữ. Cái tâm của mình sinh ra không phải là tâm chánh nghiệp, không phải tâm chánh mạng, mà có thể sinh ra nó hợp trí thì được, hợp trí thì có, nhưng nó không hợp những cái này. Bởi vì từ cái hỗ trợ hay là vô trợ, hay là từ cái trí tuệ này, nó mới sản sinh ra được, nó mới tiếp thị, nó giới thiệu, mới nối tiếp được. Cũng như chúng ta có mặt thì chúng ta mới sanh ra những đứa con, thì chúng ta làm những cái đồ vật gì đó mà nó thuộc về chúng ta làm, chứ không phải là chúng ta vừa sinh ra rồi những đứa con của chúng ta cũng đồng sinh ra với chúng ta, phải như vậy. Thì xem như trí tuệ này nó là một dẫn đầu, trí tuệ này nó là một cái, nó là một cái mà để cho chúng ta, khi chúng ta xuất hiện, chúng ta tâm tâm quả đó thì nó cũng nó có học trí, nhưng nó không có học cái thuộc tính, bởi vì thuộc tính này là nhân hành động trong trong hiện tại của đời sống chánh ngữ, của đời sống chánh nghiệp, của đời sống chánh mạng. Cho nên nó không có cái hoạch. Dạ. Mà lưu lại đời sau á, tại sao trí tuệ lưu đời sau nhưng mà giới hạnh thì không thể lưu lại đời sau? Giới hạnh này thì phải được hành trì. Nó có được cái này, quý vị nhớ, nó có được cái gì? Nó có được do, thí dụ chẳng hạn giờ chúng ta được một cái giới hạnh là do chúng ta tu, chứ phải tự nhiên chúng ta sinh ra chúng ta có giới hạnh. Do chúng ta thân, là chúng ta thu thúc về thân, về khẩu, về ý, từ mắt tay mũi lưỡi các căn chúng ta có sự thu thúc, thì chúng ta thực hiện được chánh ngữ chánh nghiệp, hay giới hạnh chúng ta được tu tập. Mà giới hạnh chúng ta được tu tập đó là cho gì? Do chúng ta có trí tuệ để chúng ta mới thực hiện ngay trong hiện tại này. Cũng như chúng tôi vừa nói, khi có mặt chúng ta thì con chúng ta mới có, hay là những vật phẩm của chúng ta mới tạo tác ra được. Cho nên ở đây, khi tất cả chúng ta nhớ trong vòng sinh tử luân hồi, nguyện rằng chúng ta luôn luôn có trí tuệ, luôn luôn đầy đủ những cái thiện duyên thiện căn để tạo, mà muốn đầy đủ không phải là nguyện, mà chúng ta đời sống của chúng ta phải là đời sống luôn luôn có một đời sống trí tuệ, đời sống của chúng ta luôn luôn hiểu biết về Phật pháp, có một chánh tri, chánh tư, chánh tà rõ ràng, chánh tà rõ ràng, thì chúng ta sẽ được hoàn thiện. Và như thế đó thì đó chính là, thí dụ như mình nguyện gặp chánh pháp, mình nguyện mình gặp chánh pháp, cái miệng mình nói nhưng mình đang sống trong tà pháp, sao mình gặp? Chứ không có trí tuệ mới phân biệt được nhân quả thiện ác, mới phân biệt được đúng sai chánh tà, hiểu biết được cái khổ, cái nguyên nhân sinh khổ, và hiểu biết được sự chấm dứt khổ, và thế nào là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ mà chúng ta bỏ ra công phu để chúng ta luyện tập, để chúng ta phải gieo trồng thiện sự là như thế. Đây chính là cái sự suy nghĩ và câu trả lời của chúng con là vậy. Nếu có đi cầu bất túc thì chúng ta thưa tòa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ kinh điển nha, chúng tòa tế quyền. Thưa quý vị, có một điểm mà chúng ta nên lưu ý, đó là hai cái nhóm gọi là giới phần và vô lượng phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, và vô lượng phần và vi và tùy hỷ, nó đều phải có một cái đối tượng phân biệt rõ ràng. Ví dụ bi là phân biệt chúng sanh khổ, tùy hỷ là thấy được chúng sanh hạnh phúc là đối tượng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nó cũng phải có một cái ý thức là cái gì nên và không nên. Thì cả năm điều đó nó đều nằm ở trong cái tâm xử lý. Tâm xử lý nó khác với trí tuệ. Trí tuệ mà của tâm quả đó, nó là cái căn bản mẫn thiệt,
Dạ, căn bản mới được, căn bản sắc bén, chứ nó chưa có đi sâu, đi xa. Nói một cách khác đó, là cái trí tuệ mà của tâm của tiềm thức đó, nó chỉ là cái căn bản mẫn tiệp, nhưng mà nó không có cái nghĩa là cái sự phân biệt như là trong trạch pháp hay là trong thẩm như ý thức. Dạ, nó chưa có nghiên cứu. Đó là một cái tiềm năng. Dạ, tiềm năng. Chúng tôi lấy ví dụ là một người mà học, mà đi học đó, thì cái trí tuệ mà để đọc bài, để phán đoán là một chuyện khác, mà cái tư chất thông minh là một chuyện khác. Thì cái tư chất thông minh thì nó lại có tiềm tàng được, nhưng cái sự phân biệt là đây là luận đề A, luận đề B, vân vân, thì cái đó nó phải học tại chỗ, học trực tiếp. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma và từng bài học tới vào ngày Chủ nhật này, chúng ta sẽ trở lại để học đề tài về tâm duy tác tuyệt biệt tịnh hảo, một cái đề tài mà cho chúng ta thấy một khía cạnh khác rất là đặc biệt về đời sống của chư vị thánh nhân A-la-hán. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây. Kính riêng chư tôn đức đã vào rung để giảng dạy, để lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lắng nghe. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sapa Dhamma Rupa
Thank you.